mặt trời trói trang ở trên không cả ngọn núi như được bao phủ bởi hàng ngàn cây rừng từ xa nhìn xuống phía chân núi một đám người đang chặn đường ba người đứng phía đối diện tên cầm đầu là từ lỗi lưng đeo đao kiếm tay khoanh trước ngực cười nham hiểm hì hi hì hi. Sư muội càn nguyên tông bản thân vô cùng kích động phẫn nộ mà quát mọi người đều ra ngoài lịch luyện kim quang muôn các ngươi bắt nạt người quá đáng rồi đấy các người làm như vậy không sợ càn nguyên tông chúng ta báo thù sao tức thì tên từ lỗi hưng phấn nói thiên tài địa bảo người nào có bản lĩnh thì lấy được thí luyện gặp chúng ta chỉ trách các ngươi xui xẻo thôi các huynh đệ ra tay rồi hắn phất tay một cái đàn em từ đằng sau hùng hồn tiến lên phăng phăng lao hết tốc lực lúc này từ đằng xa tên tiểu tử lâm diệt thản nhiên bước tới lạnh giọng nói thí luyện này quá nguy hiểm cố gắng né tránh người khác tên từ lỗi ngơ ngác vội quay lại nhìn đằng sau khi này lâm diệt từ đâu chui ra mà nói thẳng thừng đi thôi đám người đứng ngây ra không nói gì thâm tâm đang còn không hiểu được chuyện gì xảy ra thì nhìn chằm chằm làm lâm diệt cũng ngơ ngác nhìn theo lúc này đột nhiên hệ thống mở ra nhiệm vụ lâm diệt vẻ mặt nghiêm túc liền hửng một tiếng nhiệm vụ một mở là giải cứu đệ tử bị nhốt của càn nguyên tông đánh bại ác bá với phần thưởng là đan dược cấp thấp tiếp theo nhiệm vụ hai cũng quá dở hơi đi lại chính là quỳ xuống xin lỗi thỉnh cầu ác bá tha cho đệ tử của cả nguyên tông và phần thưởng là đan dược cấp trung lâm diệt thấy hai nhiệm vụ trước mắt thì lập tức biến sắc mà ư lên sắc mặt lâm diệt trở nên đần độn không biết nên nói gì trước cái nhiệm vụ sàm lần thứ ba này là giả vờ không nhìn thấy gì hết âm thầm rời khỏi đó và phần thưởng là đan dược cấp cao thì đến cạn lời ngay lúc này vẻ mặt lâm diệt cười khổ nói hệ thống này đúng là muốn mạng của mình mà một năm trước minh đã thức tỉnh hệ thống lựa chọn cấp thần này sau đó bị trói buộc lại xuất hiện ra vấn đề vốn dĩ nhiệm vụ ở mức độ càng khó thì phần thưởng càng hậu hĩnh kết quả biến thành nhiệm vụ ở mức độ càng dễ thì phần thưởng càng hậu hĩnh bởi lẽ hệ thống lựa chọn cấp thần hoàn thành khởi động và thành công trói nên là vì để lấy được phần thưởng cấp cao khiến mình bất đắc dĩ phải đưa ra quyết định làm trái với tâm ý tất cả đều phải chú tâm về phía lâm Diệt. đột nhiên tên sư đệ càng nguyên tông hoa tay múa chân rất vui vẻ mừng rỡ mà lớn giọng nhìn kia chúng ta được cứu rồi đó là đại đệ tử thủ tịch của càn nguyên tông chúng ta lâm diệt sư huynh chỉ cần có lâm diệt sư huynh ở đây xem kim quang môn còn dám diễu võ dương oai hay không có tên đàn em của từ lỗi đứng đằng sau vô cùng sợ hãi mà lau mồ hôi luôn miệng nói cái gì đại sư huynh rồi cả thủ tịch hả nếu như thật sự là đại đệ tử thủ tịch chúng ta e rằng không phải là đối thủ rồi tên từ lỗi mất đi cái ngạo mạn lúc nãy bây giờ thì lại cảm thấy yếu thế hèn nhát mà nhẹ giọng nói mọi người hãy chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào sư muội biết sẽ được cứu cho nên lúc này hưng phấn gào to nói lâm diệc đại sư huynh mau cứu chúng ta với cho kim quang môn biết sự lợi hại lâm diệt khi này thì không nói năng gì chỉ quay người rồi đi thẳng về hướng khác thì bị sư muội lớn giọng nói đại sư huynh thủ tịch ngươi đi nhầm hướng rồi ở bên này chứ lâm diệt lúc này ho lên khụ khụ rồi cao hứng lên tiếng cái gì mà đại sư huynh thủ tịch các ngươi nhận nhầm người rồi kẻ hèn là lâm chính nghĩa nói rồi nhanh chân vội vàng chuồn trước thì lại lớn giọng các vị sau này có duyên gặp lại phía bên này nhìn lâm diệt thì ngây ra như phỗng đột nhiên sư muội càn nguyên tông chừng mắt nhìn trong lòng tức muốn học máu mà chửi ấm lên lâm diệt ngươi có còn là đệ tử của càn nguyên tông hay không bên cạnh sư đệ cũng tiếp lời ta chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như vậy sư muội tức giận mà cằn nhằn liên hồi ngươi làm như vậy không sợ trưởng môn phạt ngươi sao lâm diệt đi được một đoạn thì dừng lại nhủ bụng các vị sư huynh cho đệ xin lỗi nhé kim quang môn cùng lắm thì cướp đồ của các ngươi thôi sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng nếu như ta ra tay tổn thất chính là viên đan dược cấp cao kia nhìn đến tên lâm diệt thì sư muội hừ một tiếng trước mặt đói thủ không kiềm chế được cảm xúc mà nói lời đồn đại đệ tử thủ tịch là phế vật từ trước đến nay không ra tay dựa vào quan hệ mới trở thành thủ tịch vốn dĩ ta còn cho đó là lời đồn không ngờ lại là sự thật tên đầu chọc ánh mắt đảo qua nhìn sư muội càn nguyên tông mỉm cười nhủ đại đệ tử thủ tịch trước đến nay không ra tay sao hơn nữa còn là phế vật nói rồi thì tay sai mấy tên đằng sau lên chặn đánh lâm diệt rồi lớn giọng đắc ý nếu đã như vậy để cho ngươi nhìn thấy rồi còn muốn đi sao không dễ như vậy đâu các huynh đệ lên cho ta giữ hắn lại lâm diệt thấy vậy thì liếc mắt nhìn đối phương một cái thật sâu không nói gì tên đầu chọc hắn liền quát lên đứng lại đúng lúc đó thì đám người của từ lỗi cũng vừa đuổi kịp vội vây quanh lâm diệc lâm diệc lúc này nội tâm vô cùng đau khổ vào đầu bứt óc nước mắt giàn ruộng mà nhủ đan dược cấp cao của mình mất rồi một lúc sau cười nói các vị đạo hữu nhân sinh tại thế hà cớ gì phải đánh đánh giết giết lưu lại một chút tình người mọi người sau này còn có duyên gặp lại nhau đều là người trong giang hồ có thể nể mặt đại đệ tử thủ tịch này của ta được không nói rồi lâm diệc vội kho người khụy gối xuống và xin nói cầu xin các vị đại ca tha cho chúng ta một mạng có được không lúc này lâm diệc bản thân có chút tiếc nuối nhưng cũng chấn an mà nhủ xem ra chỉ đành lấy được đan dược trung cấp vậy lời vừa dứt ai nấy cũng lập tức biến sắc đưa mắt nhìn nhau quả nhiên phản ứng của hắn nằm ngoài dự đoán của đám thuộc hạ và từ lỗi bất giác tên tiểu tử phá lên cười lớn ha 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 tên đầu chọc liền bật cười ha hả khinh miệt mà nói cái loại nhát gan như ngươi trưởng muôn của càn nguyên tông có khi đã bị mù mắt nó rồi để ngươi nhảy ra trở thành đại đệ tử thủ tịch sư muội trừng mắt nhìn lâm diệc rồi liếc mắt một cái lại cảm thấy nhục nhã nói thân là tu sĩ tâm hướng thiên đạo sao có thể nhu nhược hèn yếu như ngươi được chứ bên cạnh sư đệ cao hứng chửi bới nói nếu như hôm nay ta không chết khi về nhất định sẽ nói lại với tông chủ sự thật cắt bỏ vị trí thủ tịch của ngươi khiến cho ba nghìn đệ tử của càn nguyên tông bị khinh bỉ vạn năm mấy sư đệ khác tức giận thở không ra hơi chỉ tay vào mặt lâm diệt rồi mắng nhiếc liên tục cho dù không đặt lại được chiến đấu đến chết cũng không chịu phần sỉ nhục này đâu thủ tịch ngươi đã làm mất mặt của tông môn ta quá rồi ông trời không có mắt tông môn sao lại có loại nghiệp chướng này chứ tên từ lỗi hắn muốn đánh nhau lắm rồi thân bước tới thét lớn một tiếng hư có trách thì trách các ngươi đã dính vào tên thủ tịch này nói rồi tay cầm chắc rút nhanh đao kiếm dương lên rồi hắng giọng các huynh đệ giết hết theo lời của tên từ lỗi bốn năm tên liền ảo tới vụt mạnh về phía trước mà tung chiêu như nói thì kim quang môn một thân luyện cung phu mạnh có thể phá nát núi đá sư muội càn nguyên tông nhanh nhẹn đưa tay bắt đầu thi triển thuật pháp luôn miệng nói mọi người cẩn thận không được lơ là từ lỗi cùng đàn em hắn vọt đến bao vây lâm diệt tiếp ý đồ đánh hội đồng đã quá rõ ràng lâm diệt cam thủ cúi hàm mặt xuống nghiến răng nói đang dược trung cấp cũng không lấy được rồi thế thì đừng trách ta không khách khí nhé lâm diệt ngầm vận chân khí hai mắt tập trung quan sát rồi giơ tay lên trời triệu hồi lôi đình mà hét lớn lôi đến lâm diệt lúc này trưởng lôi vào kẻ địch lôi vụt mạnh về phía ngực đám người dân ác kia sau đó lôi đỉnh tập hợp lại thành long lôi khiến đám người bị dính long lôi đau đớn dãy rụa văng ra xa mà hét toáng lên sư muội ngạc nhiên mà nói cái gì trên mặt đất chỉ trong chớp nhoáng tên đàn em của từ lỗi kia đã bị long lôi thiêu cháy nằm bất động điều này khiến cho sư muội và các sư đệ khác phải sốc tinh thần vẻ mặt sư muội không khỏi kinh ngạc mà bật thốt lên vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy tên sư đệ phía sau nhíu mày mà nói hình như là đại sư huynh thủ tịch ra tay thì phải lời vừa nói tên sư đệ bên cạnh lại không tin được mà gần giọng không thể nào vừa nãy đại sư huynh thủ tịch còn yếu như vậy không phải chỉ là một phế vật thôi sao sao có thể đột nhiên mạnh lên như vậy mặt lâm diệt đằng đằng sắc khí ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên từ lỗi kia từ lỗi khiếp sợ chân cẳng đứng không vững mà run lên miệng lắp bắp nói ngươi ngươi rốt cuộc là ai lâm diệt tức tối mà nói đã nói cho ngươi rồi đại đệ tử thủ tịch của càn nguyên tông từ lỗi mặt mày tái nhợt quả nhiên liền hoảng hốt mà nghĩ chiêu vừa nãy uy lực rất lớn tu vi của người này e rằng đã đạt đến kinh thiên địa bộ rồi mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn thế rồi liền hạ đao xuống đất nhẹ giọng mà nói à thì đạo hữu ta cảm thấy những gì ngươi nói rất có lý nhân sinh tại thế hà cớ gì phải đánh đánh giết giết chi bằng chúng ta chưa kịp nói hết câu thì tiếp đó lâm diệc đã ngứa mắt tung hết sức bình sinh phóng đao kiếm tới thẳng mặt hắn mà quát ngây thơ từ lỗi chúng đòn thét lên thảm thiết lửa giận trong lòng lâm diệc càng bốc lên bước chân nặng nề hùng hồn tiến tới mà nói hủy đan dược cấp cao của ta còn có thể để yên cho các ngươi được sao chỉ thấy lâm diệc nhảy tới nhảy lui đấm trái đá phải mấy cái thì đã khiến cho ba bốn tên phải lảo đảo miệng không ngừng kêu đau vì thực lực trên lịch chỉ rằng co trong chốc lát lâm Diệt đã dễ dàng hạ gục hết đối thủ vừa đúng lúc đó hệ thống lên tiếng báo chúc mừng ký chủ đã đánh bại áp bá của kim quang môn hoàn thành nhiệm vụ một phần thưởng đan dược cấp thấp nhìn đan dược trên tay lâm Diệt thở dài một hơi rồi ăn luôn viên đan dược vừa nút chừng viên đan dược xuống thì bắt đầu rơm rớm nước mắt đau lòng mà làm nhảm đan dược cấp thấp cũng là đan dược ăn thôi cùng lúc đó ánh mắt ai nấy cũng đều nhìn chằm về phía lâm diệc làm hắn phải hửng một tiếng sư muội thắc mắc nhẹ giọng khẽ nói đại sư huynh thủ tịch thực lực của huynh rõ ràng là mạnh như thế tại sao lúc bắt đầu phải giả vờ để họ bắt nạt suýt nữa là chúng ta hiểu lầm sư huynh là thứ nhất gan rồi lâm diệt đắc ý vỗ ngực thấp giọng nói cường giả thật sự nội tâm phải bao dung vạn vật không cần phải đánh ngã người khác xuống đất cũng có thể thể hiện sự vĩ đại của bản thân bản thân sư đệ và sư muội tay nghe được lâm diệt nói vậy thì cảm động vô cùng nước mắt giàn ruộng mà nói không hổ danh là thủ tịch thì ra là có cảm ngộ như vậy ánh sáng phía sau lưng của thủ tịch là cái gì vậy chói mắt quá đại sư huynh thật vĩ đại nét mặt lâm diệt không chút thay đổi nói vài câu nhiều năm như vậy mình vì để lấy được phần thưởng của hệ thống phải tỏ ra sợ hãi khắp nơi không ngừng nghe lời chửi bới đại sư huynh thủ tịch là thứ rác rưởi khiến cho nhiều người đứng sau chỉ trỏ miệt thị đại sư huynh thủ tịch là phế vật lâm diệt lần này dễ dàng có thể ngẩng cao đầu trước ánh mắt ngưỡng mộ của sư đệ càng nguyên tông lúc này mà nhủ bụng không ngờ hôm nay may mắn trở thành một sư huynh tốt được mọi người sùng bái nở may nở mặt như vậy cảm giác được người khác tin cậy hình như cũng không tệ lại lạnh giọng nói được rồi chuyện hôm nay hy vọng các vị sư đệ sư muội sau khi về tông môn lời lâm diệt nói ai nấy cũng đều chú tâm lắng nghe sư muội đó vỗ ngực mình rồi nói đại sư huynh đúng là cao nhân bọn ta hiểu ý của huynh rồi hai sư đệ bên cạnh lại phụ họa thêm người làm chuyện tốt không muốn ai biết là người khiêm tốn chúng ta hiểu mà lâm diệt cũng hất mặt tự mã nhất định phải tuyên dương rầm rộ thể hiện được sự vĩ đại của ta tốt nhất là đi báo luôn với trưởng môn làm cái cáo thị ở tông môn trong ba ngày à đúng rồi đám người ở nhà bếp cũng không được bỏ qua hôm trước ta nghe được bọn họ nói xấu sau lưng của ta nhất định phải rửa sạch lỗ tai của bọn họ ba vị sư đệ sư muội kia nghe cậu nói mà cũng đưa ra dạo gần đây mình cũng quá thảm rồi mọi người đều nghĩ là mình dễ bắt nạt cứ bị ép lấy phần thưởng thấp trước đây vì phần thưởng lớn mà bị chửi trong một thời gian dài thanh danh của mình bị xóa sạch hết cho dù có bị như thế nào cũng là phần thưởng thấp bắt đầu từ hôm nay lão tử sẽ thay đổi hình tượng chính thức vực dậy quyền uy của đại đệ tử thủ tục lâm diệt quay đầu lại nhìn ba người kia nhớ kỹ chưa ba người bọn họ cũng gật đầu liên liệ nhớ kỹ rồi cậu ung dung cho tay ra sau gáy rất tốt nhanh chóng quay về tông môn đi ở trên bầu trời cao xuất hiện một chiếc xe ngựa trông vô cùng sang trọng một bàn tay ở trong xe ngựa khẽ phất tung chiếc rèm che ngang đưa mắt nhìn lâm diệc đang đi trong miệng ngậm cọng cỏ đây là đệ tử thủ tịch của càn nguyên tông chuẩn bị liên hôn với ta sao trông cũng tầm thường thôi cái tên lúc nãy bị lâm diệc đánh đang nằm một thân một mình ở giữa rừng xanh hắn ta cố gắng chống tay đỡ thân thể mình ngồi dậy hắn ta tên là từ lỗi ngồi ở nơi này một mình lại nhớ về quá khứ khốn khó của bản thân mình bởi vì gia đình nghèo khó từ lỗi ta từ nhỏ đã muốn trở thành người trên vạn người Mẹ ơi, con đói lắm. Chỉ vì muốn gia nhập Kim Quang Môn, mình đã phải chịu khổ rất nhiều. Từ lỗi từng trèo từ dưới núi lên tới trên đỉnh chỉ vì muốn được gia nhập Kim Quang Môn. Lúc đó cậu ta bất tỉnh nhân sự trước mắt môn chủ của Kim Quang Môn. Nào ngờ ông ấy nhìn thấy cái đầu sáng chói của cậu ta thì lập tức hô lên. Cái đầu sáng chói qua, lập tức thu nhận đi. Vì để trở nên mạnh mẽ hơn, mình đã kiên quyết theo nếp sống của Kim Quang Môn, làm chuyện ác ở khắp nơi, kể cả gió mưa cũng không ngăn cản được. Từ đầu tới chân, từ lỗi đúng là chuyên nghiệp thật đấy. Tới các vị sư huynh cũng vô cùng kính phục mình. Cuối cùng thông qua sự cố gắng của bản thân, Từ sư huynh đúng là tấm gương sáng trong thế hệ của chúng ta. Từ sư huynh uy vũ thật đó, ta mọc tóc trở thành người trong long phượng. Mẹ ơi, mẹ ơi con làm được rồi, nhưng tại sao? Tại sao lại bị một tên đệ tử Càn Nguyên tông nhỏ bé đánh bại chứ? Từ lỗi đứng lên, một mình hết lớn. Từ lỗi ta không phục, ta mới chính là đệ nhất thiên kiêu ở khu vực này. Lâm Diệp, ngươi cứ đợi đấy đi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi cho mà xem. Từ lỗi bước vào cái hang động gần đó môn chủ đã từng nói luyện thể mạnh nhất của kim quang môn chính là nội trảm một trăm yêu từ lỗi đưa mắt nhìn những cái thi thể đang nằm gần gần nhau ở trong hang này mà thì thầm nếu như mình không chết vậy thì nhất định sẽ tìm tới tận chỗ để báo thù ở tại càn nguyên tông hình ảnh của lâm diệc ở trên tờ rơi đang được mấy vị sư đệ hôm đó phát khắp tông môn đại đệ tử thủ tịch lâm diệc vì đệ tử của càn nguyên tông không mà nguy hiểm mà chiến đấu trong giận kim quang môn mấy nam thanh niên khác đi ngay nhìn mấy tờ rơi đó rồi cũng lắng nghe thông báo tin này là thật hay giả vậy là cái tên ham sống sợ chết lâm diệt đó sao ta không tin đâu thời gian dài như vậy chúng ta thừa biết hắn là người như thế nào mà từ đường sau núi càn nguyên tông lâm diệt mở cửa bước chân đi vào sư phụ tìm con có chuyện gì vậy sư phụ của cậu nhìn thấy lâm diệt bước vào thì ánh mắt sáng rực đồ nhi nhiều năm như vậy cuối cùng con cũng chịu ra tay rồi đây là lần đầu tiên con ra tay với người khác khi vào càn nguyên tông đó vì sư kích động quá lâm diệt bị cái ôm của sư phụ mình cũng bị bất ngờ mấy năm nay vì muốn lấy được hành động của hệ thống vẫn luôn cực khổ tu hành mình chưa bao giờ ra tay với người khác, làm cho mọi người ở Càn Nguyên Tông đều thất vọng vì mình. Nhưng mà sư phụ ngược lại vẫn không bỏ rơi mình. Sư phụ cậu chắp tay nhìn mấy bài vị ở trên bàn thờ, vui vẻ nói: "Tiên nhân thế hệ trước, đệ tử thủ tịch Lâm diệt của Càn Nguyên Tông ta, không phải là người tham sống sợ chết. 10 năm rồi, cuối cùng thì tông ta cũng đã có người thừa kế rồi. Hảo hảo đồ nhi, năm đó ngươi được người đó đưa tới Càn Nguyên Tông này, lần đầu tiên mà vi sư gặp ngươi nhìn thấy trên dưới cơ thể của ngươi đều là khí thiên tiên, thì liền nhận ra ngươi chính là kỳ tài tu hành." vì thế mới để ngươi trở thành thủ tịch của càn nguyên tông lúc đó trong thời gian đầu huấn luyện đồ nhi khi giết con gấu khổng lồ kia đi lâm diệt lúc đó không suy nghĩ nhiều mà chạy mất cho tới khi lâm diệt lên võ đài đấu với một vị sư huynh khác bên dưới là vô số tiếng cổ vũ đồ nhi cố lên thủ tịch cố lên sư huynh thủ tịch tất thắng vị trọng tài lúc đó giọng điệu nghiêm nghị tuyển thủ chuẩn bị thủ tịch cố lên nhưng nào ngờ lâm diệt lại khiến cho mọi người kinh ngạc cậu không những không đánh mà còn nằm lê lết trên sàn để ăn vạ sau này cho dù mọi người có nói gì về ngươi đi nữa thì vi sư vẫn biết thực lực của ngươi không yếu bây giờ ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi không tham sống sợ chết nữa bằng lòng chiến đấu vì người khác vi sư thật sự cảm thấy rất vui hôm nay chính là song hỷ lâm mua nó đợi sau khi thánh sao tông chủ tới hai tông kết thành hôn ước xem thử ai có thể làm lung lay địa vị của càn nguyên tông nữa dây trước lâm diệc vẫn còn bình thản dây sau khi nghe tới hôn ước thì cậu muốn học máu gì hôn ước vi sư có chút né tránh khụ khụ hai năm trước chúng ta đã có hẹn liên hôn với thánh giao tông thủ tịch của tông ta và thánh nữ của thánh giao tông kết thành vợ chồng làm mạnh tông của ta thánh giao tông là tông môn hàng đầu còn vì năm đó người kia tặng ngươi tới đây là vì đã có thân phận đặc thù mới cho ngươi cho tông môn món quà này nếu theo lý mà nói thì ba ngày trước đã đến tông môn rồi mới đúng trì hoãn không lộ mặt e là muốn âm thầm quan sát ngươi mấy ngày hôm nay hãy biểu hiện tốt một chút hệ thống lựa chọn thần cấp phát nhiệm vụ nhiệm vụ 1. biểu hiện sự nghiêm túc lấy được sự yêu thích của thánh nữ thánh giao tông hoàn thành hôn ước lần này phần thưởng thăng cấp một tầng tu vi nhiệm vụ hai biểu hiện bình thường, không gây chú ý với thánh nữ thánh giao tông, kéo dài hôn ước. Phần thưởng thăng cấp hai tầng tu vi, không thể hủy hôn ước này được sao? Nhiệm vụ 3, biểu hiện tồi tệ, chọc điên thánh nữ thánh giao tông, quyết tâm hủy hoại hôn ước này, phần thưởng thăng cấp 3 tầng tu vi. Ánh mắt của Lâm Diệc va vào nhiệm vụ thứ ba chọc điên thánh nữ thánh giao tông, quyết tâm hủy hoại hôn ước này, phần thưởng thăng cấp 3 tầng tu vi. Vừa có thể hủy được hôn ước, lại vừa có thể tăng 3 tầng tu vi. Đây đúng là một phi vụ làm to lời to. Phần thưởng tăng cấp tu vi của hệ thống rất ít khi phát mặc dù kết hôn với thánh nữ thánh giao tông cũng tốt nhưng làm sao tốt bằng thăng ba tầng tu vi được chứ hơn nữa mình cũng chưa gặp thánh nữ lỡ như cô ta xấu hơn thị nở thì mình phải làm sao nhất định là tăng cấp tu vi tốt hơn rồi vi sư của cậu đứng ở phía sau quan sát lấy tay vuốt vuốt chùm dâu của mình đồ nhi của mình hẳn là đang rất căng thẳng không sao vi sư sẽ cổ vũ cho con mấy ngày này ta phải ra ngoài với các vị đại trưởng lão một chuyến khoảng thời gian này tông môn giao cho ngươi quản lý lâm diệt có chút ngơ ngác hả, hả thân là thủ tịch tông môn cũng phải học cách quản lý tông môn đi chứ. Lâm Diệt cũng chỉ thở dài một hơi ta biết rồi. ở trên một đỉnh núi nào đó, thánh nữ của Thánh Giao Tông đang vô cùng trông óng. Sao Tông chủ vẫn còn chưa tới. đến rồi, bọn họ lập tức quay đầu, chắp tay thành kính tông chủ. Tông chủ của Thánh Giao Tông vừa xuất hiện thì hỏi thăm dò như thế nào rồi. Thủ tịch của Càn Nguyên Tông có xứng với thánh nữ của ta hay không? người thuộc hạ kia cũng lên tiếng đáp lại tông chủ đã thăm dò ba ngày nay rồi. Lâm Diệt thủ tịch của Càn Nguyên Tông là một tên nhát gan, tính cách thì cổ quái, quái dị ở cả càn nguyên tông không có bất kỳ tiếng nói nào cả cho dù là tu vi cũng không được xem là thượng thừa quan trọng hơn nữa là nghe đồn hắn cho tới bây giờ vẫn chưa tu luyện qua tiên pháp an thân lập mệnh của càn nguyên tông ngược lại thì nhiều năm vẫn luyện tiên pháp cấp thấp có thể thấy tư chất quá thấp hôn sự này xin tông chủ suy xét thật kỹ nếu không sẽ hủy truyền thừa của thánh giao tông ta lúc này vi sư của lâm diệc đã xuất hiện vẫn chưa gặp sao lại nói chưa xứng chứ ông ấy chỉ thẳng mặt người thuộc hạ kia rồi nói lão thất phu không được xem thường càn nguyên tông ta ta khinh Hắn tới bát hoang càn khôn quyết của Càn Nguyên Tông cũng không biết, hừ, ngươi mới nói cái gì đấy hả? Không cần vào cuộc, sẽ chết ở cửu u, ta sợ thủ tịch của tông ngươi không sống nổi qua một ngày nữa kìa. Hai người lại lao vào trí chóe với nhau đánh rắm, nói không lại thì đánh người à, Càn Nguyên Tông các ngươi làm sao xứng với thánh nữ của ta được? Có đánh thì đánh đi, ta cũng không sợ, ngươi nhào vào đây, ai sợ ngươi chứ lão thất phu này. Thánh nữ và thánh chủ ở đằng xa đứng nhìn mà cũng bất lực. Thánh chủ cuối cùng thì lên tiếng thôi được rồi, ván cờ đã có thì tất nhiên phải đánh ra quân cờ có thể bắt đầu rồi vi sư của lâm diệc cười cười rồi xoa xoa mũi của mình không lâu sau đó thì mấy đồ đệ bắt đầu đều xuất hiện đầy xung quanh đó bố trí vô cùng tinh vi còn ở tại càn nguyên tông sư muội chạy với báo cáo với lâm diệc thủ tịch sư huynh đã truyền xong đơn rồi bây giờ sự tích của sư huynh ở tông môn ai ai cũng biết rồi lâm diệc cũng gật đầu rất tốt hy vọng là sau khi tuyên truyền thì danh tiếng của mình ở tông môn sẽ tốt hơn nào ngờ ngay sau đó có một nam nhân bước tới giật lấy mảnh giấy gì đây cứu đệ tử chọc điên kim quang môn ha 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 đúng là khiến cho người khác thấy buồn cười mà mọi người xung quanh bàn tán nói đó không phải là trác cung thiên tai hàng đầu nhất của ông môn sau hắn đang làm cái gì vậy hình như đã xảy ra xung đột với thủ tịch sư huynh lần này thủ tịch sư huynh gặp phiền phức rồi dù sao có tư cách trở thành thủ tịch cũng là trác cung sư huynh nếu như lâm Diệt không phải dựa vào quan hệ chắc cùng nhất định sẽ trở thành đệ tử thủ tịch hắn hận lâm Diệt cũng là lẽ đương nhiên tốt rồi tiếp theo có phim hay để xem rồi lâm diệc nhìn rất căng thẳng rồi nói người có ý kiến sau trác cung nói ta đương nhiên là có ý kiến rồi chỉ dựa vào một người dựa vào quan hệ những người mà cũng muốn người sao không đại gia trong quần thì cũng may lắm rồi vương hoa hoa lâm diệp đã cho các người bao nhiêu lợi ích để làm việc này thế rồi thiếu nữ tóc tím nói không có chúng ta quả thật đã được thủ tịch sư huynh cứu rồi chắc cung đứng giang tay bảo vệ lâm diệp rồi nói các vị vậy nếu như đệ tử thủ tịch nói là đã đánh kim quang môn nếu như không phải là giả xin hỏi thủ tịch người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không rồi chắc cung ra hiểu phát nhiệm vụ hệ thống lựa chọn thần cấp đến từ khiêu chiến của trác cung lựa chọn một tiếp nhận khiêu chiến pha đánh bại trác cung phần thưởng một viên kim thương dược lựa chọn 2, tiếp nhận khiêu chiến và đánh hỏa nhau phần thưởng một viên đan chỉ huyết lựa chọn 3, từ chối khiêu chiến và cho trác cung ôm một cái ôm yêu thương phần thưởng một viên tụ linh đan lâm diệp bất ngờ lựa chọn 3, một phần thưởng rất lớn một viên tụ linh đan không biết tốt hơn bao nhiêu so với hai phần thưởng trước mình cũng không phải là người thấy tiền là sáng mắt mình chỉ thích ôm thôi nghe thấy vậy chắc cùng sửng sốt hửng người dám thật sự tiếp nhận sao mọi người bên ngoài hô hào thủ tịch sư huynh sắp đánh nhau rồi cố lên cố lên thế rồi lâm Diệt đỡ chắc cùng trên tay ai nấy bên ngoài đều sửng sốt đây là phim hay mà người nói sao hai người nhìn nhau chắc cung hét lên người đang nói cái gì vậy lâm diệc nhìn chắc cùng âu yếm nói chắc hôm chúng ta đều là sư huynh sư đệ sao phải đánh đánh giết giết chứ khiêu chiến thì không cần đâu có phải người bị thiếu tình yêu không thủ lịch cho người ôm một cái yêu thương cút rồi hất người lâm diệt đi lâm diệt ngươi toàn rồi hôm nay ta sẽ tháo bỏ cái danh thủ tịch của ngươi không hay rồi mọi người biết mà bàn tán chắc cùng sư huynh xảy ra chuyện lớn rồi bên ngoài cửa núi có rất nhiều tu sĩ nói là muốn diệt càn nguyên tông chúng ta anh ấy đều sử sốt cái gì là ai lại dám đến năng lực toàn nguyên tông chúng ta vậy lẽ nào là có tông môn cấp cao muốn chiếm địa bàn của chúng ta không lẽ là xảy ra chuyện đấy rồi chứ hoang mang lập tức thông báo với trưởng lão chắc cùng nói rồi lâm diệt nói lại À thì, ông chủ và trưởng lão đã rời khỏi tông môn rồi. Cái gì? Chắc cũng hoang mang, rồi hết lớn, hết cách rồi. Tất cả mọi người tập hợp ở cửa núi, chuẩn bị đón địch. Hệ thống lựa chọn cấp thành phát nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ như thế. Các vị, đừng đi đón địch, tao cảm thấy chạy trốn cho chắc ăn. Lâm Diệc hèn nhát nói, mọi người chạy đi, nói, ừ, ừ. Chuyện đến nước này, mới nhìn ra con người thật sự của hắn. Đừng quan tâm đến hắn, nhanh đi đón kẻ địch, một người đồng đội rục rã. Rồi tất cả mọi người đều tập hợp chạy đến cửa núi ha ha ta thành công rồi hựa kim văn thánh thả cuối cùng ta đã luyện thành rồi lâm diệc càn nguyên tông ta sẽ khiến các người thua dưới chân ta mãi mãi không thể ngóc đầu lên được hãy cảm nhận sự đáng sợ của ta đi kẻ đi đứng trong hàng núi lẫm liệt oai phong nói rồi những kẻ địch ấy cũng đang trên đường đi tới cán nguyên tông họ nói chuyện với nhau nhìn bọn họ có vẻ yếu ớt không được bỏ qua cho tên nào đây là người của vạn vật tông đây là tông môn trung phẩm sao lại đến tông môn hạ phẩm chúng ta để gây phiền phức làm thế nào bây giờ thế nào chúng ta thật sự sẽ bị diệt tông cho dù đã chết tuyệt đối cũng không thể hai tay dâng lên cho tông môn khác bíp bíp phát hiện nhiệm vụ hệ thống lựa chọn thần cấp đến từ nguy hiểm của vạn vật tông lựa chọn một dẫn dắt đệ tử đánh bại vạn vật tung lựa chọn một dẫn dắt đệ tử đánh bại vạn vật tông phần thưởng một kiện binh khí cấp thấp lựa chọn hai ngăn cản càn nguyên tông bị diệt môn phần thưởng một kiện binh khí cấp trung lựa chọn ba dẫn các đệ tử chạy trốn phần thưởng phải một kiện binh khí cấp thần binh khí cấp thân cho dù là tông môn điều rất khó lấy được một kiện binh khí cấp thành, phần thưởng của nhiệm vụ lần này lại hậu hĩnh như vậy. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, uy hiếp của tông môn cấp trung, cho dù mình cũng một lòng lựa chọn một, căn bản cũng không có phần thắng. Một khi thất bại, tông chủ cũng không ở tông môn, e rằng cả càn nguyên tông đều sẽ bị hủy. Chạy thôi chờ chi, lâm diệt nói, không phải là mình không muốn thần khí, chỉ là mình đánh không lại thôi. Các vị, các vị, bây giờ chúng ta hãy tranh thủ rời khỏi tông môn, nói không chừng còn có thể bảo vệ được tính mạng. Đối phương là tông môn cấp trung chúng ta căn bản không có sức chống lại ta lấy thân phận của thủ tịch ra lệnh tất cả mọi người rút lui lâm diệt dứt khoát nói đây chúng ta đi rồi tông môn phải làm sao một vị binh lính nói chúng mắt nhìn nó bị diệt phong sao không sai đệ tử càn nguyên tông chúng ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn nếu không sau này các tùng môn khác sẽ nhìn chúng ta thế nào cho dù là chiến đấu mà chết tuyệt đối cũng không đi lâm diệt tức giận nắm chặt tay nghiến răng các ngươi nhưng ta căn bản đánh không lại phí lời một binh lính nói ngươi đương nhiên là không đánh lại rồi chúng ta có chắc sư huynh áp trận nhất định có thể chống lại vạn vật tông đúng vị trí thủ tịch vốn dĩ là thuộc về chắc cung sư huynh hừ hừ được rồi lâm diệp nói rồi chắc xung quay người lại nói ta đến nói vài câu mỹ nữ tóc tím bộ chạy tới các vị sư huynh đệ các người đã hiểu lầm lâm diệp sư huynh rồi thật ra thực lực của thủ tịch sư huynh rất mạnh hừ hừ đừng có ăn nói lung tung ở đây chắc cung nói thực lực của lâm diệp mọi người đều biết không để chắc cung nói xong lâm diệp nhảy vào nói chắc cung tông môn mất rồi còn có thể cướp lại được nhưng người mất rồi thì thật sự không cứu được nữa người thực sự muốn để càn nguyên tông biến thành biển máu núi xác sao đủ rồi người thật là thù địch nhưng lúc nào cũng muốn bỏ trốn đúng là sỉ nhục uy nghiêm của tông ta chắc cung nói thẳng thắn chắc cung thấy lâm diệc muốn chạy trốn thì cười như đã nắm bắt được thời cơ lâm diệc ta không miễn cưỡng ngươi nếu như ngươi muốn đi thì cứ đi đi hắn oai phong nói với mọi người càn nguyên tông không cần thứ vô liêm sỉ như ngươi sau đó chắc cung triệu hồi cây kiếm của mình mọi người trong càn nguyên tông cũng đồng loạt triệu hồi kiếm để chiến đấu chắc cũng nói các vị hãy cùng ta chuẩn bị chiến đấu vương hòa hòa hoang mang tiến tới hỏi lâm diệp lâm diệp sư huynh tại sao lại phải chạy trốn lẽ nào đến ngay cả huynh cũng không thể đánh lại kẻ địch đến xâm phạm sao lâm diệp nghiêm túc nói trong những người này có nhân vật vô cùng mạnh cho dù là ta thì cũng chỉ nắm được năm phần thắng vương hòa hòa hoảng hốt nghe tiếp thấy lâm diệp nói một khi thất bại cô đã vội hỏi thế thì phải làm sao cô hoảng sợ nhìn về phía trước nếu như vậy càn nguyên tông ta không phải sẽ bị diệt môn triệt để sao Lâm Diệp không nói nhiều, chỉ nhìn lên những kẻ xâm phạm kia mà trả lời, khó đấy. Trong đám xâm phạm có một tên có mái tóc nâu, đó là đệ tử của Vạn Vật Tông tên là Lý An, hắn nói, nhiệm vụ lần này tông chủ sắp xếp đúng là phiền phức. Một tên gần đó cười híp mắt, suy nghĩ vì thánh tử, ai bảo thánh tử thích thánh nữ của Thánh Giao Tông, đáng tiếc lại làm khổ chúng ta, hắn tên là Vương Toàn, là đệ tử của Vạn Vật Tông. Một chàng trai tóc hồng đứng trước nghe vậy liền chạm nhẹ ngón tay lên môi rồi ra lệnh, cầm mồm. Hóa ra hắn chính là thánh tử của Vạn Vật Tông tên Đạo Thanh Phong, hắn nhìn về phía trước, nói với mấy tên đồ đệ cũng gần đến giờ rồi có thể bắt đầu được rồi trên ngọn núi cao ở gần đó trưởng lão của càn nguyên tông nói với tông chủ của thánh giao tông thánh giao tông ra tay đúng là lớn thật ông cười tươi rồi vuốt râu nói vì để kiểm tra thủ tịch của tông ta xuất động đội hình lớn như thế lão thất phu nghe vậy thì nói một cách coi thường đúng là không có kiến thức vợ của tông chủ vạn vật tông ta là xuất thân từ thánh giao tông ta tìm vài người thôi mà đơn giản sau đó hai lão ta nhìn nhau bằng đôi mắt bốc lửa thở thành tiếng tông chủ của thánh giao tông nói với trưởng lão bây giờ xem ra biểu hiện đồ đệ của ngươi cũng tạm chấp nhận trưởng lão nghe vậy thì cười tươi bây giờ đưa ra kết luận thì còn quá sớm tiếp tục xem đi chắc cũng lúc này hỏi mấy tên xâm phạm kia đệ tử của vạn vật tông không biết gây chuyện như vậy đến tông của ta là có chuyện gì hắn ta nghiêm túc có gì không thể từ từ nói sao chắc cũng vẫn tiếp tục tiến lên gặng hỏi sao phải làm như vậy đạo thanh phong đắc ý nói đệ tử của cả nguyên tông bây giờ đầu hàng gia nhập vạn vật tông ta hắn ta hạ thấp tầm nhìn cười ra xảo có thể giữ được một mạng, chắc cũng thấy hắn ta coi thường đệ tử càn nguyên tông như vậy thì tức giận trả lời, không thể nào. nghe vậy, đạo thanh phong liền khua tay, thế thì không khách khí nữa, đi. ngay lập tức hàng loạt những đồ đệ của vạn vật tông xông lên, đồ đệ của càn nguyên tông cũng không yếu thế mà hô to, lên. cả hai bên tiến tới rất nhanh, chắc cung hét lớn, liều. một tên bên đội vạn vật tông cười nói, các ngươi lấy gì để liều? hắn tiến tới chỗ chắc cung, chắc cung nhanh nhẹn lùi xuống, liều chết bảo vệ môn phái. anh ta hét thật lớn, lên lên đạo thanh phong hỏi tên vương toàn đứng cạnh ngươi không đi thử sao vương toàn nghe vậy thì cười nhẹ thế thì ta đi hắn triệu hồi vũ khí của mình rồi xông tới vừa hay ta đang ngứa tay vương toàn xông tới chỗ của trác cung ta đến đánh ngươi phát hiện ra hắn trác cung nhìn lên rồi hừ một tiếng vương toàn cũng nhìn thấy sự khinh thường của trác cung hắn ta không nói nhiều mà đánh thẳng vào người trác cung xem chiêu chỉ với một cú đánh trác cung đã bị đánh bay ra xa anh ta ngã xuống đất rồi kêu hự một tiếng vẫn còn sức chống cự trác cung nhanh chóng bật lên bát hoàng càn nguyên tông đứng trước đòn tấn công của Trác Cung, Vương Toàn chỉ đứng im mỉm cười, thú vị. Sau đó hắn giơ cao ngọn giáo của mình lên, hội tụ sức mạnh của trời đất, thế thì hãy lấy bản lĩnh thực sự ra đi. Sau khi hấp thụ đủ sức mạnh, hắn phi cây giáo về phía Trác Cung, đi. Trác Cung không sợ mà vẫn ra đòn ngăn chặn. Tuy nhiên đời không như mơ, lớp bảo vệ của Trác Cung ngay lập tức bị phá hủy, thấy cảnh tượng này anh ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai bàn chân bắt đầu run lên bần bật, sau đó không thể chống cự mà dần khỉ xuống, đáng ghét. Cả người như bị một thể lực nào đó dìm xuống, toát hết mồ hôi, Tuy nhiên chắc Cung vẫn nghiến răng nói, "Ta không phục." Dứt lời, một thanh kiếm từ đất tiến thẳng đến mặt chắc Cung khiến anh ta bất ngờ kêu lên. Anh mở to mắt nhìn Vương Toàn đang đắc ý, "Có phục không?" Dứt lời phía sau lưng hắn xuất hiện thần chết khổng lồ, lưỡi giáo trên tay hắn chĩa thẳng vào mặt Trác Cung. Trác Cung toát đầy mồ hôi, ánh mắt hoang mang lảng tránh, "Sao có thể như vậy chứ?" Tất cả đồ đệ xung quanh đã bị người của Vạn Vật Tông đánh gục dưới đất, người của Vạn Vật Tông còn cười nhạo, "Quả nhiên là gà mờ, ta vẫn chưa dùng hết sức." Sau đó chúng biến thành linh thú đại diện cho mình mà đè đầu cưỡi của người của càn nguyên tông chắc cung quỳ dưới đất mà hoang mang tại sao tại sao thực lực của càn nguyên tông lại tệ như vậy đột nhiên một bàn chân từ trên cao hạ xuống quỳ xuống bàn chân to lớn ấy để thẳng lên đầu của trác cung trông rất lỗ mãng cả người trác cung nằm bẹp dưới đất tên vương toàn đánh giá đệ tử của càn nguyên tông lại phế vật như thế lại xứng với lập tông sao thấy ngọn giáo đang kề sát mặt mình trác cung hoảng sợ hoàn toàn không phải là đối thủ căn bản không có bất cứ sức mạnh nào có thể phản kháng tên vương toàn đắc ý nói tiểu tử bây giờ đầu hàng ta có thể tha cho ngươi một mạng đôi mắt hắn ta đột nhiên trở lên thâm hiểm hắn cười gian xảo nếu không vương toàn ngẩng mặt lên trời cười thật to nếu không đều sẽ bị xử hết các đồ đệ của càn nguyên tông nằm la liệt dưới đất sư huynh chúng ta không được rồi sư huynh đau quá nghe được những lời kêu than của các đồ đệ chắc cung trùng mắt xuống ngậm ngùi ta à, ta đầu hàng vương toàn nghe vậy thì cười to hơn không phải vừa nãy gáy to lắm à hắn buông chân khỏi đầu chắc cung rồi cười to đây chính là sư huynh của các ngươi càn nguyên tông quả nhiên là rác rưởi cuối cùng cũng sợ rồi thấy những con người đang nằm la liệt dưới đất hắn gặng hỏi còn ai đầu hàng nữa không mọi người ban đầu còn trần trừ ngay sau đó đều lần lượt giơ tay ta ta đầu hàng tất cả mọi người đều giơ tay ta đầu hàng ta cũng đầu hàng em muốn giảng hòa có người thì nước mắt ròng ròng bất đắc lực nói ta cũng đột nhiên một người đàn ông của càn nguyên tông dũng cảm bay tới ta không đầu hàng vương toàn nhìn cậu ta mà khinh bỉ vẫn muốn nhảy nhót ra một chút hắn nhanh nhẹ nhảy lên phía trước nở nụ cười gian xảo và chết chóc rác rưởi ta sẽ diệt người ngọn giáo của tên vương toàn sắp phóng ra lâm diệt hốt hoảng chạy đến như đoán ra kết cục lâm diệt hét lớn dừng tay tuy nhiên ngọn giáo ấy vẫn xuyên qua người của chàng trai vương toàn tay cầm ngọn giáo nhấc bổng chàng trai ấy lên những dòng máu tươi liên tục nhỏ xuống đất mọi người xung quanh thấy cảnh này cả người run rẩy thua rồi họ khóc lóc chúng ta thua rồi cuối cùng vẫn không bảo vệ được càn nguyên tông chấp nhận số mệnh đi căn bản không đánh lại tại đỉnh núi trúc phong đầy xương trắng lão thất phu nói đầy kiêu ngạo đã thua rồi ông ta nhìn sang phía trưởng lão cười đắc ý nói toàn bộ càn nguyên tông đã thua rồi tông chủ của càn nguyên tông ngươi còn gì để nói không tông chủ của càn nguyên tông tông môn của ngươi nếu như chỉ có từng ấy thực lực e rằng tương lai sẽ bị loại thôi trưởng lão nghe vậy không tức giận mà điềm tĩnh vuốt râu không còn có một người lão thất phu cười nói còn có một người người nói là lâm diệt sao ông ta ngẩng cổ lên trời cười nói một mình hắn có thể làm được gì hơn nữa từ khi bắt đầu còn bỏ trốn trưởng lão cười tươi thật ra càn nguyên tông chúng ta có một nội quy lão thất phu tò mò là cái gì tại hiện trường trận đấu tất cả đồ đệ càn nguyên tông đã bại dưới tay vương toàn và lâm diệt chính là người duy nhất ở hậu trường thấy lâm diệt vương toàn không ngần ngại mà chĩa giáo ô vương toàn cười nói còn có tiểu tử không sợ chết lập tức quỳ xuống đầu hàng lâm diệt cả người lúc này đã run lên vì giận anh cúi gầm mặt xuống vương hòa hòa lo lắng nói với lâm diệt thủ tịch anh nói rất đúng chúng ta không phải là đối thủ đầu hàng đi vương toàn nghe vậy cũng nói thủ tịch đầu hàng đi lâm diệt nắm chặt hai bàn tay có lúc ta thật sự rất muốn bỏ chạy chạy đến nơi không ai có thể tìm thấy nghe vậy đồ đệ gần đó rơi nước mắt thủ tịch thấy anh ngày càng tiến lên họ hiểu được ý định của anh thủ tịch bùi ngùi nghe lâm Diệt nói yên ổn tu luyện không tốt sao lâm Diệt giơ bàn tay của mình lên phần thưởng thật ra rất quan trọng nghe vậy mấy đồ đệ dưới đất tò mò phần thưởng phần thưởng gì họ nhìn theo bóng lưng của lâm Diệt chủ tịch lẽ nào bị kích thích đến mức phát điên rồi vương toàn nhếch mép nhìn lâm Diệt cười khinh giả thần giả quỷ lâm diệc từng bước tới gần vương toàn nhìn vị sư đồ bị hắn thẳng tay đâm chết giọng điệu đầy phẫn uất nhưng mà các ngươi cứ muốn sỉ nhục tông môn của ta diệt đệ tử của tông ta có lúc cho dù không cần phần thưởng cho dù là vứt bỏ sinh mệnh ta cũng cần tiếp tục bảo vệ vương hòa hòa vội vàng chạy lại ngăn căn nước mắt giàn ruộng thủ tịch sư huynh huynh muốn làm gì chúng ta không phải là đối thủ tránh ra lâm diệt lớn giọng trên người cậu đột nhiên phát ra những tia xét vương hòa hòa bất lực kêu gào thủ tịch sư huynh lâm diệt bật đến trước mặt vương toàn chuẩn bị ra đòn xuất chiều vương toàn nhếch mép muốn tìm cái chết xem thương của ta như rồng, hắn ta dương cây thương lên, binh khí liên tục lao đến chỗ lâm diệt. Lâm diệt cho mày nhẹ nhàng tránh được một chiêu này của Vương Toàn. Trên người Lâm diệt lúc này phóng ra ngày càng nhiều tia sét. Vương Toàn ngỡ ngàng, đây là công pháp gì vậy? Cái gì? Lâm diệt thoát ẩn thoát hiện, đột nhiên biến mất ngay trước mắt Vương Toàn. Vương Toàn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm diệt đã nhẹ nhàng tặng cho hắn ta một chùm tia sét. Không, không thể nào. Vương Toàn bị sét đánh cho cháy đen, chết không nhắm mắt các sư đồ của càn nguyên tông trông thấy sư huynh vậy mà lại có thể đánh bại đệ tử của vạn vật tông không kìm được xúc động mà hô hào thắng rồi thắng rồi thủ tịch lại đánh bại người của vạn vật tông ai nấy trông thấy màn vừa rồi của lâm diệc đều vô cùng kích động thủ tịch lại mạnh như thế sao đến ngay cả trác cung cũng không phải đối thủ thủ tịch đã thắng rồi đệ tử của vạn vật tông đứng trên cao chứng kiến toàn bộ trận đánh vừa rồi thánh tử đạo thanh phong cũng phải bất ngờ mà thốt lên không ngờ cũng lợi hại đấy đạo thanh phong ra lệnh cho sư đệ lý an đưa người đi đối phó lý an lập tức tuân lệnh mang theo các sư đồ cùng tông lao xuống sử lâm diệc lý an hét lớn sử tên tiểu từ kia lâm diệc đen mặt có thể là mấy năm nay ta đã quá yên lặng yên lặng để nhiều người quên rằng nhiều người cho rằng tại sao ta có thể trở thành thủ tịch không trải qua tỉ thí tông môn lại là đệ tử lớn mắt cũng không lập đại công cho tông môn lâm diệt thao thao bất tuyệt trong khi các anh em lo lắng nhìn hắn sắp sửa bị sư đồ của vạn vật tông tấn công lâm diệt tiếp tục thao thao bất tuyệt dựa vào quan hệ chống lưng đệ tử của tông chủ nhưng tất cả các người đã quên một quy tắc quy tắc của cả nguyên tông Lâm Diệp ngước lên nhìn Lý An đã sắp lao đến, cho dù là tông chủ, cho dù là trưởng lão, bất cứ ai cũng không thể thay đổi quy tắc. Đó chính là, người sống sống sót rời khỏi Tàng Thiên Uyên đánh bại thủ tịch, đánh bại trưởng lão, đánh bại tông chủ. Đây cũng chính là điều sư môn Càn Nguyên Tông đã nói với sư môn của Thánh Giao Tông. Người của Thánh Giao Tông nhìn ông thắc mắc, Tàng Thiên Uyên, đó là gì? Sư môn mỉm cười trả lời, đó là cấm địa của tông ta, Lâm Diệp 13 tuổi đã lưu lạc ở Tàng Thiên Uyên, dựa theo môn quy, hắn có thể trực tiếp trở thành trưởng lão hoặc là tông chủ, chỉ cần hắn muốn ta lập tức nhường vị trí lại ngay nhưng mà lâm diệt tính cách khiêm tốn trời sinh cuối cùng đã chọn đệ tử thủ tịch hơn nữa còn xin 7 năm sau mới gánh vác vì thế càn nguyên tông ta sau 7 năm đột nhiên xuất hiện thủ tịch này lão sư của thánh giao tông bật cười khinh khi thế thì đã sao nhiều năm như vậy không phải hắn vẫn luôn tu luyện tiên thuật cấp thấp sap chu dù là thông qua tàng thiên uyên trừ khi tiên thuật cấp thấp có thể đánh lại tiên thuật cấp cao sư môn của càn nguyên tông vuốt dâu cười hiên quả thật là như vậy nhưng mà ngươi cứ tiếp tục xem đi Tông chủ của Càn Nguyên Tông thật sự rất tin tưởng vào Lâm Diệc. Sư tôn của Vạn Vật Tông đột nhiên khựng lại, là âm thanh gì vậy, là thứ gì? Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thiên giáng lôi vân, phóng ra rất nhiều tia sét. Lý An không quan tâm, trực tiếp xông thẳng đến Lâm Diệc. Lâm Diệc xuất chiêu, bồn lôi thuật. Một chiêu thức này của hắn liền biến ra những long lôi điện, lao ra từ trong thiên giáng lôi vân, dọa sư tôn của Vạn Vật Tông chạy trối chết. Nhiều người không chạy kịp lập tức bị sét đánh chết. Lý An đang định vung đao bổ vào đầu Lâm Diệc thì để ý, đằng sau hắn lúc này xuất hiện một long lôi điện lôi thuật mạnh thật lý an xoay kiếm chặn lại đòn tấn công từ long lôi điện lý an quả thực đã tốn kha khá sức lực mới có thể chặn được đòn tấn công này hắn liếc nhìn lâm diệc thầm đánh giá tên tiểu này có chút bản lĩnh lý an dảo bước đến gần lâm diệc đăm chiêu suy nghĩ nếu chỉ là trình độ này cũng không có gì lợi hại lý an trông thấy lâm diệc lại nhắm mắt tích nội công tưởng rằng cậu lại tung chiêu cũ ra tiểu tử của vương gia quá khinh địch còn dự định dùng cùng một chiêu sao lý an cất tiếng hư ừ, đã vô dụng với ta rồi vừa dứt lời Lý An chợt muốn vả mặt, thứ xuất hiện trước mặt hắn vậy mà lại là một con lôi long điện khổng lồ, áng chừng phải to gấp 50 lần con khi nãy. Lý An sợ hãi, mặt mũi tái xanh, chân tay run lẩy bẩy, đây đây, đây là tiên thuật gì vậy? Lão sư của Thánh Giao Tông cũng bị màn thể hiện này của Lâm Diệc làm cho ngạc nhiên, hừ, đây là cái gì vậy? Tiên thuật đỉnh cấp sao? Không đúng, đây là bôn lôi thuật cấp thấp, đây sao có thể chứ? Tông chủ của Thánh Giao Tông cũng ngạc nhiên không kém, quả thật là không thể tin được. Bôn lôi thuật cấp thấp có thể tu luyện đến uy thế như vậy sao? tông chủ của thánh giao tông quay qua nhìn sư môn thắc mắc sư môn gật đầu mỉm cười không sai chính là bôn lôi thuật cấp thấp nói ra đây cũng chính là vấn đề của ta khi lâm diệc vừa nhập môn ta đã chuẩn bị tiên pháp cho hắn ban đầu lâm diệc không thể hiện quá nhiều vì để hắn có được cơ sở tốt nên đã để bản thân hắn lựa chọn tiên thuật trong đó có tiên thuật đỉnh cấp tiên thuật trung cấp tiên thuật thấp cấp đều chuẩn bị hết cho hắn rồi lúc đó không biết tại sao hắn lại lựa chọn bôn lôi thuật cấp thấp hơn nữa còn khóc lớn còn nói hệ thống chó lừa ta mặc dù ta cũng không hiểu hắn nói cái gì mà bắt đầu từ lúc lâm diệt ngày đêm tu luyện từ xa lạ đến thành thạo cho đến khi đạt trình độ cao nhất đột nhiên có một ngày thiên giáng lôi vân hư không bị nát giống như lại thiên tài ta nhanh đi xem thế nào thì phát hiện lâm diệt đem bôn lôi thuật cấp thấp luyện thành pháp thuật hàng đầu thiên phú này nghịch cửu thiên bắt đầu từ lúc đó ta đã chuẩn bị không ít tiên thuật đỉnh cấp cho hắn mỗi lần hắn đều khóc lóc từ chối cũng không biết đứa trẻ này bị làm sao nhưng mà vẫn không thể che giấu được thiên tư của hắn sư môn bụng bự quay qua cười hiền với tông chủ thánh giao giọng điệu chắc nịch tuyên bố yên tâm ta đã tìm được người chồng tốt cho thánh nữ của thánh giao tông các người là tư chất thương khùng cùng lúc đó trong khu rừng xa xôi của càn nguyên tông từ lỗi đã đặt chân đến đây phía trước chính là càn nguyên tông mình sẽ tự tay tiêu diệt lâm diệt. hắn ta đột nhiên bị một thứ làm cho chú ý từ lỗi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời thắc mắc xảy ra chuyện gì vậy từ nãy giờ trời luôn âm u lông mày cao lại tay gãi đầu hắn tự hỏi mình ra ngoài quên đem theo dù rồi lỡ như ướt người bị sưng lên rồi sao sau một hồi nghĩ ngợi hắn lắc đầu bỏ đi không quản nữa thân hình cường tráng, tay nắm chặt, đôi mắt đầy kiên định, từ lỗi tự tin, hôm nay mình đến là để báo thù, để Lâm Diệp phải trả giá. Từ lỗi đưa tay vén lùm cây trước mặt, sắp đến rồi. Đột nhiên, cả người hắn sững lại, trước mặt là một khung cảnh hỗn loạn, một ánh sáng vàng như hình một con rồng đang lao xuống, từ lỗi sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Hắn như không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, hừm, không lẽ là mình nhìn nhầm đó chứ? Từ lỗi đưa mắt hướng về phía đằng xa, nhìn thấy Lâm Diệp anh càng thấy hoảng hốt, người đó, sao có thể chứ? sao hắn lại có thể mạnh như vậy trên người lâm diệc phát ra thứ ánh sáng vàng y hệt như ánh sáng vừa rồi trên bầu trời con rồng vàng lao xuống ngày càng nhanh lý han đứng phía dưới hai hàng nước mắt cùng sự sợ hãi hết cách rồi sao bỗng nhiên một bàn tay xanh khổng lồ xuất hiện chặn đứng con rồng vàng đạo thanh phong xuất hiện hai tay đút túi quần đầy oai phong lý han hét lên thánh tử hắn sợ hãi người còn không đến thì ta chết rồi đúng là dọa người mà đôi mắt đạo thanh phong nheo lại ngươi không phải là đối thủ của hắn tạm thời lui xuống trên mặt đất nghi ngút khói tên tóc xanh đau đớn cố gắng đứng dậy đáng ghét trên bầu trời luồng ánh sáng lạ chiếu thẳng xuống nơi đạo thanh phong đang đứng tên tóc vàng kêu lên thủ tịch đại sư huynh trên mặt đất không biết bao người đã ngã xuống cả người toàn những vết thương đạo thanh phong và lâm diệp hai mắt nhìn nhau không rời bỗng dưng tiếng nói từ đâu vang lên bây giờ nguyên tông chỉ còn lại một mình lâm diệp là còn đứng không cần thánh tử ra tay chúng ta cùng nhau giải quyết hắn tên tóc tím hét lên cùng nhau lên diệt hắn lên chỉ sau tiếng hô ấy cả một đám người tay cầm kiếm đã vây quanh lâm diệp tên tóc vàng khi nãy đã đứng được lên cả người anh yếu ớt thủ tịch thay thủ tịch hộ pháp anh vội nhặt kiếm ở dưới đất chặn bọn chúng lại anh chạy tới tên tóc tím nghe thấy vội quay lại đạp thẳng vào bụng anh máu phun ra anh ngã bay ra tận đằng xa hắn đứng đó cười đầy kiêu căng chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản sao tên tóc tím nhìn anh nằm bất tỉnh trên mặt đất hắn ghé tai lại gần chế nhạo anh hửng cái gì cái gì tiếng nói yếu ớt vang lên hay thủ tịch hộ pháp hắn nghe thấy càng kiêu căng hơn âm thanh quá nhỏ không nghe thấy gì tiếng nói yếu ớt lại vang lên thay thủ tịch hộ pháp bỗng nhiên xung quanh hắn ta mọi người lần lượt đều đứng dậy thay thủ tịch hộ pháp thay thủ tịch hộ pháp hắn lúc này mới giữ người tất cả mọi người lao tới thay thủ tịch hộ pháp xông lên xông lên mấy tên kia nhìn thấy vậy không khỏi sừng sốt lâm diệt quay lại các người tất cả đã tạo thành một vòng tròn bao quanh anh liều với bọn chúng thể chết giữ vững trận tuyến trên tay cầm kiếm khuôn mặt ai nấy đều quyết tâm lần này chúng ta thể chết không rút lui để bọn họ mở mang tầm mắt khí phách của cả nguyên tông chúng ta một chút. Lâm Diệt sững sờ, mọi người lại nói, thủ tịch sư huynh yên tâm, còn lại cứ giao cho chúng ta, huynh cứ yên tâm đi đúng chiến với Đạo Thanh Phong đi. Lâm Diệt nghe xong không khỏi xúc động, các ngươi thật sự là. Bỗng nhiên một người cất tiếng nói, mặc dù chúng ta vô dụng nhưng cũng phải để thủ tịch sư huynh chết có mặt mũi. Năm sau chúng ta sẽ thắp nhiều nén hương lên phần mộ của huynh. Lâm Diệt không biết phải nói gì, anh tức giận hét lên, tao có người biết lão tử sẽ chết chứ? Anh thở dài, thôi, bỏ đi, đợi xem kết quả đi màn hình hệ thống xuất hiện phát nhiệm vụ hệ thống lựa chọn thần cấp nhiệm vụ một chiến thắng đạo thanh phong phần thưởng đan dược vị kèm nhiệm vụ hai đánh hòa với đạo thanh phong phần thưởng đan dược cấp cao nhiệm vụ ba thua đạo thanh phong phần thưởng một kiện thần khí thượng cổ lâm duyệt đọc xong vội nói hừ hệ thống ngươi đừng xem thường ta có một vài thứ còn quan trọng hơn lợi ích đấy nói rồi anh liền giơ tay nhấp vào nhiệm vụ một chọn xong hai mắt anh dương dưng, thần khí thượng cổ của ta thể hiện quả nhiên là phải trả giá bỗng nhiên tiếng nói vang lên ta thừa nhận ngươi rất mạnh đạo thanh phong ở trên nói xuống nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của ta đạo thanh phong đứng ở trên không trung chắp tay thi triển thuật pháp gương mặt hắn lạnh lùng tóc bay phấp phới trong gió nói lớn đỡ lấy giữa hai lòng bàn tay tạo ra một đạo sấm sét xanh bên trong có những thanh kiếm nhỏ li ti đạo thanh phong vung tay để những thanh kiếm nhỏ bao bọc bởi sấm sét xanh tiến lên Y, những thanh kiếm được bao bọc bởi sấm sét như những tia sấm sét thực sự mà lần lượt đánh tới lâm Diệt. lâm Diệt cũng không thua kém xung quanh thân lâm diệc cũng được bọc bởi sấm sét nhưng khác với đạo thanh phong toàn thân lâm diệt được bao quanh bởi một đạo sấm xét cam, lâm diệt vung tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đòn đánh đang bay tới của đạo thanh phong, hắn cười nhếch, hừ, mấy trò vặt vãnh, chỉ vậy thôi sao? giết! lâm diệt đấm một cú, đòn đánh của hai người va chạm nhau trong không trung, làm nổ tung cả một mảnh trời, tạo nên tiếng nổ điếng tai nhức óc, lâm diệt cũng bị văng ra vì vụ nổ, đạo thanh phong tự mãn khiêu khích nói, ngươi chặn được ta không? lâm diệt lộn nhào vài vòng để giảm bớt dư chấn của vụ nổ trên không trung, khi lâm diệt nhìn lên, thấy đạo thanh phong vẫn như cũ đứng trên không đang liếc mắt nhìn xuống hắn phía cậu ta đạo thanh phong trên người không có một vết bụi bẩn hay sơ sức gì xung quanh hắn được những tia xét xanh bao bọc hắn chắp hai tay sau lưng vẻ mặt khinh thường kiêu ngạo nhìn xuống lâm diệc mấy ánh sáng nhỏ bé mà cũng dám kiêu ngạo sao đạo thanh phong lại thi triển đòn tấn công hướng đến lâm diệc lâm diệc thủ thế ánh mắt kiên quyết ngước nhìn lên mấy cái kiếm nhỏ này quả nhiên là khó đối phó lâm diệc từng bước tránh thoát những đòn tấn công của đạo thanh phong những cây kiếm nhỏ được tia sấm xét xanh bao quanh đánh xuống đâu là lâm diệc né chỗ đó những thanh kiếm làm nứt toạc cả mặt đất tạo nên một vùng sạt lở đất đá trên một vùng bằng phẳng mấy người khác đứng gần trận chiến cũng bị vạ lây người thì né được người thì không cảnh tượng rối loạn cả lên tràn ngập tiếng hét thất thành a a a không né được điều đó không làm ảnh hưởng đến trận chiến giữa hai người bên này mặt lâm Diệt tối sầm quát lớn đến lượt ta rồi lâm Diệt sử dụng khinh công lấy đà nhảy vụt lên cao nhảy lên những tảng đá đang rơi trên không để lấy lực nhảy lên cao hơn đạo thanh phong tiếp chiều đạo thanh phong bất ngờ nhìn lâm diệc càng ngày càng đến gần mình nhưng vẫn mạnh miệng cười lớn vậy để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì ánh mắt lâm diệt sáng rực ánh nhìn kiên cường quyết thắng quát lớn với đạo thanh phong tự tìm đường chết thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi lâm diệt thi triển thuật pháp xuất hết toàn lực làm hiện lên một con rồng được tạo thành từ sấm sét chấn cho ta con rồng uy vũ vô vập nhào về phía đạo thanh phong đạo thanh phong cũng cố gắng chống lại bằng cách điều khiển những thanh kiếm nhỏ lên chắn trước mặt mình nhưng những thanh kiếm quá nhỏ yếu ớt đối lập với con rồng mạnh mẽ uy vũ đó những người khác đứng ở dưới quan sát tình hình trận chiến nhìn thấy con rồng kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại mắt mở to thốt ra một câu trời ơi Đòn đánh giữa hai người trong trận chiến tạo nên một cơn địa chấn bùng nổ tiếng nổ to lớn vang xa sáng rực cả một vùng trời những người đứng dưới cảm thán nói ra nghi hoặc trong lòng mình thủ tịch từ lúc nào mà có thực lực như vậy bỗng nhiên một ngọn lửa lớn đột ngột tách riêng ra khỏi vụ nổ đập thật mạnh xuống đất chờ ngọn lửa dần dần tan đi lộ ra lâm diệt đứng ở trong lâm diệt nhăn mày toát mồ hôi lạnh cả người lảo đảo cố đứng vững những người xem trận chiến nắm chặt tay vui mừng đến chảy cả nước mắt cùng nhau hô hào thắng rồi thủ tịch sư huynh thắng rồi nhưng những người của phái vạn vật tông lại ngược lại không thể tin vào mắt mình nghi ngờ nói sao có thể chứ đạo thanh phong sư huynh thua rồi cơ thể lâm diệt hơi lắc lư có hơi mất sức một chút rồi lâm diệt ngã từ trên cao xuống những người trong môn đứng dưới bất ngờ thủ tịch sư huynh rơi xuống rồi từ lỗi chửi bậy toát mồ hôi lạnh mắt mở to đồng tử co lai thể hiện sự kinh ngạc tột độ ta bị mù rồi sao từ lỗi nhìn lâm diệt ngã xuống nói một câu thực lực của tiểu tử này tại sao lại mạnh như vậy từ lỗi nắm chặt hai tay đen mặt cúi gằm xuống quát lớn không thể nào không thể nào từ lỗi khóc òa lên chảy cả nước mũi nhất định là giả lúc này mặt đất rung chuyển làm những người đứng trên mặt đất không thể đứng vững hét lên là âm thanh gì vậy sao vậy những người trong phái vạn vật tông cũng ngơ ngác nhìn xung quanh là đạo thanh phong lúc này trên trời rơi xuống những tảng đá lớn nhắm thẳng tới người đang nằm trên mặt đất những tảng lớn rơi từ trên trời xuống tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất những người đứng xung quanh miệng hố kinh ngạc che mặt lại bỗng từ trong cái hố đó phát ra những ánh sáng trắng đạo thanh phong nhảy lên khỏi hố một lực mạnh làm cho những tảng vụn bay tản ra xung quanh ngươi đã chọc điên ta rồi những người khác kinh ngạc nhìn đạo thanh phong người tưởng chừng như đã bị vùi lấp dưới đống đá lớn đạo thanh phong không có một vết bụi bẩn nào trên người vẻ mặt lạnh lùng chắp tay thi triển thuật pháp kiếm cực chi đạo đại phong đột nhiên gió lớn thổi vù vù cơn gió càng ngày càng mạnh lên cuốn theo những chiếc lá những người trong môn bê bết rách dưới bầm tím mặt kinh ngạc hỏi xảy ra chuyện gì vậy người còn lại ôm bụng nhìn xung quanh trả lời gió nổi rồi lúc này xoẹt một tiếng má của một người bị sức đến chảy máu thì ra là do công pháp vừa mới thi triển của đạo thanh phong gió lớn thổi bay mọi người lui về phía sau những người trong môn cố gắng thủ thế chịu đựng cơn gió đây là cái gì người thì chịu không nổi mà hét lên gió quá lớn lại mạnh sức qua ra làm những người khác chảy máu bê bết nằm oạch cả người xuống đất có người vẫn bình tĩnh xem xét tình huống hét lớn với những đồng môn xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy công kích sau đòn tấn công người người ngã dạp trên đất trong đầu đều cầu mong lâm diệt tới cứu thủ tịch sư huynh đạo thanh phong tiếp tục giơ ngón trỏ lên thi triển thuật pháp sấm xét xanh bao quanh bàn tay vẻ mặt hắn lạnh lùng đi những thanh kiếm nhỏ được bao bọc bởi những đạo sấm xét xanh hợp lại tạo thành một con rồng xanh uy vũ ngửa mặt bay lên trời tiếng vù vù tạo ra khi con rồng bay lên đạo thanh phong đứng ở trên trời chỉ tay ra lệnh cho con rồng đại phong thổi con rồng theo lệnh mà nhào tới chỗ lâm diệc thân mình nó dài uốn lượn mấy vòng đâm đầu thẳng xuống chỗ lâm diệt đang đứng lâm diệt không ngờ tới nên ngạc nhiên chỉ bậy một câu mẹ kiếp lâm diệt e ngại toát mồ hôi lạnh thấy tình hình không ổn bất lợi cho hắn nên thốt ra một câu không hay con rồng nhanh chóng ngoạm lấy lâm diệt lâm diệt quát lớn đây là chiêu thức gì vậy con rồng xanh đó được tạo thành từ gió lâm diệt ở trong miệng nó mấy thanh kiếm nhỏ tựa vào lực gió lại sắc bén mà đâm đến lâm diệt cắt rách y phục hắn xoẹt qua da tạo thành vết sức phun ra máu tươi lâm diệt lấy tay che chắn trước mặt nhắm chặt mắt lại tên này quả nhiên có chút bản lĩnh lâm diệt lần lượt bị những thanh kiếm nhỏ đâm đến lâm diệt đau đớn đến bất tỉnh mặc cho những thanh kiếm đâm tới con rồng xanh to lớn uốn lượn người vài vòng trong không trung còn lâm diệt vì bất tỉnh không chống đỡ nổi mà ngã từ trên cao xuống đất những người trong môn la liệt nằm dưới đất những người con thanh tỉnh lo lắng cho lâm diệt nói không hay sư huynh có người bị thương đầy mình cố gắng chống tay nhổ người dậy lo lắng nhìn lâm diệt rơi xuống trước mặt gọi thủ tịch sư huynh lâm diệt ngã bịch một cái xuống đất những người khác trong môn thấy lâm Diệp bất tỉnh ngã xuống tuyệt vọng quỳ xuống đập hai nắm tay thật mạnh xuống đất người thì không tin vào mắt mình cứ nhìn chằm chằm lên trời rồi rơi nước mắt những người đó đã buông xuôi tuyệt vọng nói đáng ghét thua rồi sao rốt cuộc vẫn là không được sao ở trúc phong lúc này tông chủ của thánh giao tông chấp hai tay sau lưng vẻ mặt nhàn nhã nói lời đồn đạo thanh phong khi sinh ra trời giáng xuống thánh quang sáu tuổi kiếm ý nhập đạo bây giờ thực lực ngang bằng với tông chủ xứng với danh tiếng thập đại thiên kiêu nam nhân già nua dâu bạc trắng đi phía sau tông chủ thánh giao tông đắc ý nhìn người mũ mĩm đi kế bên đắc ý nói xem ra thủ tịch mà ngươi nói vẫn là thua rồi nam nhân mũm mĩm đi bên cạnh nghi hoặc hỏi lại thua tên mập bước nhanh lên phía trước cười tươi giói với tên dâu ria bạc trắng phía sau thua thì không thể thua rồi kỹ năng mạnh nhất của hắn vẫn chưa lấy ra đâu tên dâu bạc trứng cười cợt mặt mày hớn hở như có người gặp họa hắn còn đường lui sao cho dù có bây giờ ở dưới tình hình này sao có thể chiến thắng đạo thanh phong lão mập kia cười khúc khích đi trước khoanh tay lại không để lời nói của nam nhân dâu bạc trắng ảnh hưởng, thậm chỉ còn hừ lạnh châm chọc một câu, lão già không có kiến thức. Xem tiếp đi, tên tóc bạc mơ hồ, kinh ngạc, trợn mắt ngược hai mắt, hắn ta như đã hiểu ra ý đồ sau lời nói kia của lão mập, hừ, ngươi là đang chửi ta sao? Hai người liếc nhìn nhau, thù địch, rồi nhào vào đánh lộn. Nam nhân tóc trắng nhéo má gã mũm mĩm, tóc đen cũng không chịu thua, vung tay giờ nắm đấm. Hai người cãi nhau ầm ĩ cả lên, xem ta sẽ nát miệng của ngươi đây. Ngươi xé thử đi, xem ta có đánh gãy cu của ngươi hay không lúc này một cô nương xinh đẹp giơ tay ngăn cản cả hai người lại hai vị tiền bối đừng đánh nữa ánh mắt cô nương long lanh nhìn hai người không biết nên làm thế nào có nên đi qua cản lại hay không bên cạnh tông chủ thánh giao tông không quan tâm lắm nàng để hai tay sau lưng quay lưng lại nhìn ra xa cô ấy nhìn về chân trời đam chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì lúc này ở trận chiến một bàn tay cố chống dậy trên mặt đất lâm diệc gắng gượng đứng lên đạo thanh phong đứng trước mặt bất ngờ nhìn lâm diệc lâm diệc phủ bụi trên người đi quần áo rách tả tơi nhưng miệng hắn vẫn cười tươi khiêu khích đùa dẫn với đạo thanh phong kiếm pháp tốt ánh mắt lâm diệp đầy sự khiêu khích ha nhưng mà đừng cho rằng chỉ có mình ngươi biết đạo thanh phong nhíu mày nghi hoặc nhìn lâm diệp đạo thanh phong vung tay tay chĩa thẳng lên trời vẻ mặt đắc thắng nói đạo kiếm cực rồi hạ tay xuống đại phong đạo thanh phong bất ngờ mắt mở to nghĩ thầm cái gì lúc này một luồng gió mạnh ập đến đạo thanh phong trụ vững hai chân lấy cánh tay che chắn trước mặt hai mắt nhắm nghiền toát mồ hôi lạnh không có chuyện gì xảy ra làm đạo thanh phong ngạc nhiên hắn mở một mắt ra thăm dò nghi hoặc tự hỏi không sao mở mắt ra nhìn thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của lâm diệc ngươi dám lừa ta sao đạo thanh phong nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của lâm diệc người đâu rồi không chú ý đến phía sau đang có một người tiến tới lúc đạo thanh phong phát giác ra thì người đó đã tiến tới gần thanh phong nhanh chóng nhìn ra phía sau nghĩ thầm không hay lâm diệc từ phía sau hai tay ôm chặt ngực đạo thanh phong khiến hắn bất ngờ lâm diệc mặt nham hiểm hư hư mấy tiếng gian tà Lâm Diệc ghé sát vào tai Đạo Thanh Phong nói, không ngờ đúng không? Đạo Thanh Phong liếc nhìn ra sau, Lâm Diệc vẫn nói tiếp, lão tử cái gì cũng không biết, lừa ngươi thôi. Mấy người trong Vạn Vật Tông thấy Lâm Diệc ôm Thánh Tử phái mình như vậy, tức giận bất bình quá tháo, thứ vô liêm sỉ, không nói võ đức, nhanh thả sư huynh nhà ta ra. Lâm Diệc bất mãn mạnh miệng nói lại, ta khinh, lão tử ta đánh nhau chưa bao giờ nói võ đức. Lâm Diệc vẫn cứ ôm chặt lấy người của Đạo Thanh Phong, đùa dỡn nói với mấy người trong Vạn Vật Tông, chính là thích nhìn thấy bộ dạng các người ghét ta nhưng lại không làm được gì đánh rắm một cái tặng cho các ngươi này lâm diệt nói rồi chồng mông lên những người xung quanh đen mặt nắm chặt tay tức giận nhìn hắn đậu mé đéo còn liêm sỉ để rớt nữa có người tức giận không chịu được tức giận đấm ngực một cái thật mạnh nói lớn ta cảm thấy kim đan kia sắp bị hắn làm cho tức điên lên rồi đạo thanh phong quay mặt lại lạnh lùng nhìn lâm diệt nói cho dù ngươi có ôm ta thì làm được cái gì ngươi thua rồi mặt lâm diệt tối sầm nói thầm thân khí thượng cổ đạo thanh phong không hiểu nên hỏi lại cái gì lâm diệc đứng từ đằng sau ôm đạo thanh phong nước mắt lưng tròng chảy nhiều vô kể hắn khóc thút thít nói ngươi biết hắn gào lên vì để đánh bại ngươi ta bỏ ra bao nhiêu trả lại thần khí thượng cổ cho ta hắn dễ đành đạch lên rồi giơ tay lên trời hô bồn lôi thuật trên trời xuất hiện một con rồng vàng đầy sấm sét phóng xuống tên kia thấy vậy giật mình quay ra quát ngươi muốn đồng quy vô tận với ta ư những đồ đệ phía xung quanh một bên thì gọi thủ tịch sư huynh một bên còn lại thì đứng mà gào lớn đạo thanh phong sư huynh cái sấm sét vàng chiếu đùng đùng một cách mạnh mẽ nó giáng thẳng xuống một tiếng nổ lớn vang cả đất trời khiến những thứ xung quanh đó đều bị nổ toang hết đồ đệ của đạo thanh phong ngơ ngác thắng rồi sao bên phía còn lại cũng thều thào nói thủ tịch thủ tịch thắng rồi sao làn khói dần tan biến để lộ một bóng người có mái tóc hồng vẫn đang kiên trì đứng đó không ai khác chính là đạo thanh phong đang ho khù khụ còn tên lâm diệt thì nằm quằn queo dưới đất mấy tên đồ đệ lập tức gieo hò chiến thắng ha ha đạo thanh phong sư huynh thắng rồi hắn quay xuống liếc nhìn lâm diệt ngươi quả thật rất mạnh nhưng ta đã từng nói ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta mọi người đang tung hô gieo hò đạo thanh phong sư huynh đạo thanh phong sư huynh mãi mãi là thần đạo thanh phong sư huynh vô địch đang giây phút chiến thắng và tự đắc bất chợt một cánh tay chộp lấy chân của hắn hắn giật mình hừng hừng cảm thấy rất kỳ lạ cái gì bám chân mình quay xuống thấy thanh niên nhà anh vẫn bò lết mà bấu được vào chân mình rồi nói ngươi biết thần khí thượng cổ quý giá thế nào không anh ngước lên thì mặt bị bầm dập mặt mũi tên kia khó hiểu hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì Tay của anh lại lần nữa chụp vào chân hắn phát nữa, anh lập tức hét câu xanh dờn "Tuyệt sát!" Dứt câu, trên trời xuất hiện đại bôn lôi thuật, cửu long lôi đỉnh, là bốn con rồng sấm sét xanh lao xuống tấn công từ trên trời. Đạo Thanh Phong gội dãy chân gào lên, bỏ ta ra. Hắn tức điên rồi giơ chân quát tháo, "Ngươi muốn chết sao?" Anh bị sút thẳng một cú vào ngực một cách đau đớn đến nỗi hộc cả máu. Lúc này sấm sét đã đến gần mà thanh niên vẫn chết không bỏ tay, đáng ghét. Lâm Diệt cười nói với giọng yếu ớt, "Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Hắn giơ tay định ra chiêu kiếm cực chỉ đạo lại vừa định tấn công thì đồ đệ của lâm diệc lao ra ôm lấy nói thủ tịch sư huynh nhanh ra tay tên kia giật mình cái gì hắn tức điên rồi đánh bay tên đấy ra cút lập tức ba tên khác xông đến như hổ vồ thề chết cũng ngăn hắn lại đừng hòng chạy thoát một màn này khiến đạo thanh phong bị bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên thật chói mắt tên kia bị xiềng xích bao quanh nhắm tịt mắt lại sợ hãi hắn từ từ mở mắt thở phào nhẹ nhõm được cứu rồi trên trời xuất hiện một người phụ nữ chính là tông chủ của thánh giao tông tỏa ra một luồng sức mạnh tím mạnh mẽ luồng sức mạnh đó từ từ tiến xuống chỗ đạo thanh phong tên chắc cung đứng cạnh giật mình đây là sức mạnh đó đang hóa giải một điều gì đó và trước sự chứng kiến của ba vị thanh niên lâm diệc giật mình nhìn ngơ ngác lôi long của mình bị cô ta dễ dàng hóa giải rồi người phụ nữ kia chỉ tay xuống phía dưới rồi nói đúng một từ mở Siêng xích sắt xung quanh đạo thanh phong ngay lập tức được phá vỡ nứt toang ra chắc cung đứng cạnh gào lên hỏi là kẻ nào những tên đồ đệ khác cũng ngơ ngác không kém lúc này đạo thanh phong cúi đầu lễ phép nói bái kiến tiền bối chắc cung thấy thái độ của hắn thì giật mình tiến bối một lão chủ béo tiến đến cản lại các vị dừng tay lại chắc cung vẫn chẳng hiểu gì đây rốt cuộc là sao tên kia tươi cười đáp thật ra là chuyện hôm nay là tông chủ của thánh giao tông muốn kiểm tra thủ tịch của tông chúng ta làm phiền các vị của vạn vật tông rồi cả đám ngơ ngác há hốc mù nhìn lên trời câm nín cái gì cô ấy nói với giọng lạnh lùng đệ tử của vạn vật tông đưa đạn dược đã chuẩn bị cho người bị thương sử dụng tất cả đồ đệ lập tức nghe theo mà cầm một viên dược đút cho từng người những ai vừa được cho ăn thì lập tức sức khỏe khôi phục mọi vết thương được chữa lành vết thương của ta đã khỏi hoàn toàn rồi ta cũng vậy chắc cung nhìn lão kia với ánh mắt lấp lánh tông chủ ngài xem ta cũng bị thương cũng ra sức cho tông môn có phải vị trí thủ tịch cũng nên thuộc về ta không lão già phũ phàng đẩy thẳng chắc cung sang một bên ngươi cút đi trái tim bé nhỏ của thanh niên đã bị tan vỡ còn lâm diệt đang tuyệt vọng dưới đất tên kia thì phủi bụi trên áo rồi nói lạnh nhạt lâm diệc ngươi cũng có vài thủ đoạn Trước đây, anh lập tức cắt ngang lời, tất cả đều là giả. Cũng chính là nói cho dù ta không ra tay, tông môn cũng không bị lật đổ. Vừa nói anh vừa đứng lên, anh run cả người lên, đôi mắt ngấn lệ, đúng là nực cười. Các ngươi có biết ta đã bỏ ra cái giá như nào không? Tiếp theo là hành động rất nhanh và quyết liệt, trả thân khí thượng cổ cho ta. Thanh niên đấm một phát tên kia bay hàm. Hắn bị đánh bay cả người trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người ở đó. Bất chợt có tiếng bíp bíp khiến Lâm Diệp giật mình. Màn hình hiển thị dòng chữ: Chúc mừng ký chủ Lâm Diệp đã hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại đạo thanh phong một trong người thiên kiêu lớn phần thưởng của nhiệm vụ hệ thống một viên đan dược cấp thấp bị binh triều linh lâm diệt cầm nín mặt gục ngã sự đau đớn đã đâm thủng trái tim nhỏ bé của anh lâm diệt tức sôi máu liếc xéo sang tên đạo thanh phong ngơ ngác không hiểu gì còn chưa kịp định hình thì anh lại xông đến ăn vạ rẫy nảy lên ngươi đền thần khí cho ta mọi người hốt hoảng chạy vào ngăn cản ngay còn kịp bỏ đi đừng so đo với hắn nữa thủ tịch sư huynh đừng kích động anh khóc hu rõ to tên kia cũng phải hoảng sợ lão già liền búng vào trán anh một cái rõ đau an ủi đồ đệ ngoan đừng làm loạn nữa còn có một chuyện cần bàn bạc với ngươi anh ôm chán chỗ sưng một cục lúc này người phụ nữ kia liền nhảy xuống xuất hiện chỗ lâm diệt khiến cậu giật mình người phụ nữ khen ngươi rất ưu tú bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là hôn phu của thánh nữ thánh giao tông ta mọi người được phen sững sờ kinh ngạc trời ơi thánh giao tông là tông môn hàng đầu đấy ai cũng ăn mừng thủ tịch sư huynh lại có may mắn như thế hu 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 vì tông môn ta suýt chữa bỏ mạng kết quả đánh trong cô đơn thằng bên cạnh vỗ vai đừng khóc nữa nếu thủ tịch có thể liên hôn với thánh giao tông chúng ta đương nhiên cũng sẽ được thánh giao tông chiếu cố rồi trần cung được đà chạy tới sấn sổ xin tông chủ lâm diệc rời đi có phải thủ tịch sẽ bị chống ra ngài thấy ta thế nào thật ra ta cũng không kém hơn lâm diệc đáng tiếc chỉ nhận được cái hắt hủi lạnh lẽo lòng người trần cung khóc lóc tông chủ đừng đi mà lúc này tên đồ đệ của tên đối thủ nói mới khiến tên đấy giật mình thanh phong sư huynh xem ra người trong lòng của huynh đã bị người khác cướp đi mất rồi hắn tức giận nói đúng một từ duy nhất cút lúc này hệ thống lại báo chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ lấy được sự yêu thích của tông chủ thánh giao tông hoàn thành hôn ước lần này phần thưởng tu vi nhất trùng nó đang định chuẩn bị phần thưởng thì thanh niên lập tức ngăn chờ đã thanh niên lập tức từ chối thẳng ta không muốn làm ta từ hôn mọi người giật mình im thiên thích không hiểu thằng này vừa nói gì tên đồ đệ vừa nãy được đà cười phá thanh phong sư huynh tên này đầu óc có vấn đề rồi xem ra huynh có cơ hội rồi người phụ nữ đó lập tức đe dọa nếu như hủy hôn tài nguyên đã đồng ý cho tông môn các ngươi sẽ bị hủy bỏ còn có lời hứa ban đầu của chúng ta ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa nghe này tông chủ giật mình lập tức tông chủ ra giải pháp mạnh khốn tiên tỏa lâm diệc dãy dụ gào sư phụ ngươi đang làm cái gì vậy ông không hài lòng nói nghiệp chướng vi sư vì hôn sự này đã rất tốn sức khổ tâm làm ra hy sinh lớn nhất ngươi lại dám hủy hôn ông không kiêng nể nói ngươi nhốt đi trước đây tài nguyên đã hứa cho tông môn ta xin hãy suy nghĩ lại ngoài ra lứa hứa trước đây cũng vẫn làm như cũ là được thanh niên tức giận quát này ta là người tu tiên sao có thể bị sỉ nhục như vậy cho dù là thế lực của thánh giao tông lớn ta cũng tuyệt đối không phải loại đàn ông bám váy vợ. Cho dù các ngươi đưa ta đi, cũng không đưa được trái tim của ta đi. Cho dù đưa được trái tim của ta đi, đệ tử trên giới của cả Nguyên Tông môn người một ý, tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý. Ai dè lời nói đã vả mặt, mọi người đã lập tức hình anh lên, đồng ý. Anh dãy lên gào, các ngươi làm cái gì vậy? Họ đáp không biết lúc nào sẽ phát tài nguyên. Tông môn của chúng ta nghèo, đến ngay cả đan dược cũng không mua được, ngươi hãy hy sinh cho chúng ta một chút đi. Lâm Diệc sư huynh sau này giao cho Thánh Giao Tông. Trần Cung cũng ủng hộ, vừa nãy tông chủ nói rồi, lâm diệt đi ta chính là thủ tịch mọi người hãy gắng sức gửi lâm diệt qua thánh giao tông ngay người phụ nữ cũng đồng tình cũng tốt sau này hắn sẽ lấy thân phận thủ tịch của càn nguyên tông đi vào trong thánh giao tông của ta tu hành lâm diệt không phục gào lên động mé vô liêm sỉ một xe ngựa đi vút qua bầu trời đó chính là xe cho thanh niên anh để bị quăng thẳng vào đấy thanh niên hét to con mẹ nó chứ giữa ban ngày ban mặt lại cưỡng ép bắt trai nhà lành về làm chồng còn có thiên lý nữa hay không và thế là tông chủ cười hề hề nói nhẹ nhàng đi thong thả nhé sau khi kiệu hoa rời đi Tông chủ của cả Nguyễn Tông liền quay ngoắt về phía sau khẽ gọi Đạo Thanh Phong. Lượng kiếp thiên địa sắp bắt đầu rồi. Lần đại tai họa này ai ai cũng quan tâm đến. Vạn vật tông các ngươi cũng nên chuẩn bị trước đi. Đạo Thanh Phong nghe xong thì liền cúi đầu xuống, chắp tay cung kính tuân lệnh. Vâng, đệ tử quay về sẽ thông báo với tông chủ ngay. Sau đó liền đứng dậy nghiêm giọng nói với đám thuộc hạ bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, đám người Đạo Thanh Phong nhanh như chớp từng người từng người bay vút lên trời cao. Từ lỗi lúc trong lùm cây phía này thấy được cảnh tượng này thì không khỏi cảm thấy hả hê vạn vật tông lớn mạnh vậy mà lại bị thua rồi. Sau đó, lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, sao có thể chứ? Rồi lại nhớ tới những lần giao chiến của mình với Lâm Diệp, hắn vừa suy nghĩ vừa giận gần giọng, giận tới mức toàn thân run lên. Tại, tại sao chứ? Tại sao Lâm Diệp hắn lại mạnh lên như vậy chứ? Sau đó, không chịu được mà nghiến chặt răng lợi, tay nắm chặt lại đấm một phát thật mạnh xuống dưới đất. Đất ở đó lập tức lõm lại bắn ra xung quanh tung tóe. Hắn thực sự không thể chấp nhận được sự thật này. Mặt mày hắn nhăn nhó lại, giọng nói cũng mang đầy vẻ đau đớn rồi lại khẽ nói tiếp ta là từ lỗi là hổ của kim quang môn ấy rồi lại đứng phát dậy ngước lên nhìn trời xanh rồi lớn tiếng gào thét ta không cam tâm ta không cam tâm đúng lúc này một bóng đen từ phía sau liền hiện lên liên tục dùng giọng điệu vô cùng khó nghe để mỉa mai hắn đúng là sâu kiến đáng thương cho dù ngươi có không cam tâm một vạn lần thì có thể làm thế nào được chứ từ lỗi nghe thấy những lời này thì như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng tự tôn của hắn hắn liền quay ngoắt lại chuẩn bị rút thanh đao phía sau lưng ra ngươi rốt cuộc là thứ gì chưa đợi từ lỗi kịp phản ứng lại bóng đen kia đã há cái miệng đen xì của nó ra rồi phóng thẳng một mũi tên màu bạc đâm thẳng vào lồng ngực hắn từ lỗi lập tức phun ra máu tươi hắn không làm chủ được mình loạn chọn liên tục lùi về phía sau thiểu thảo nói ngươi ngươi làm cái gì vậy sau đó hắn liền ngã đập mạnh vào thân cây ở phía sau một lúc sau khi đã bình tĩnh lại hắn mới nói tiếp sức mạnh này mạnh thật đấy ngươi rốt cuộc là ai bóng đen kia lúc này lại thay đổi thái độ ngay lập tức nó vừa liên tục lắc đầu vừa tỏ ra vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của từ lỗi chúng ta đều giống nhau đều là những kẻ thất bại đáng thương sau đó lại không ngừng dụ dỗ hắn nhưng lần này ta cho ngươi một cơ hội hãy đi theo ta chúng ta hãy cùng nhau làm cho những tên thiên kiêu kia biết chúng sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào mồ hôi trên mặt từ lỗi liên tục đổ ra vì đau đớn nhưng cả đời hắn cũng chưa bao giờ gặp ai sẵn sàng đưa tay ra kêu mang mình như vậy hắn không nghĩ nhiều nữa lập tức đáp lại ta bằng lòng ở phía này kiệu hoa đã đi được một đoạn khá xa đã đi tới vùng núi non trùng điệp thanh nữ của thánh giao tông ở phía này nghe thấy những lời này của lâm diệc nói vậy về mình thì mặt liền biến sắc nói không nên lời tên xấu xí sao sau đó lại liên tục lắc đầu lia lịa. Có lẽ cô ta không phải kẻ xấu xí, cô ta chỉ là chỉ là. Lâm Diệp đang bị trói chặt thấy thái độ này của thánh nữ thì cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Cô căng thẳng như vậy làm gì, ta cũng đâu phải là đang nói đến cô. Sau đó, hắn nhìn thánh nữ một hồi rồi lại nói tiếp. Huống hồ cô xinh đẹp như vậy, có lẽ là có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Nhất định không phải là vị thánh nữ giàu dĩ đang muốn gả đi kia rồi. Thánh nữ thánh giao tông nghe được những lời khen này, thì mặt liền đỏ rực rồi đứng hình ngay tại chỗ nói không nên lời hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo nhiệm vụ cho Lâm Diệp. Bíp bíp. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy được sự yêu thích của tông chủ Thánh Giao Tông, hoàn thành hôn ước lần này phần thưởng chính là tu vi nhất trùng. Sau đó, tu vi của Lâm Diệp trong chốc lát liền được thẳng lên một bậc. Hắn ở phía này khuôn mặt không có chút gì là vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy tình cảnh của mình còn có chút trớ trêu nữa. Đúng lúc này hắn như hiểu ra điều gì đó liền ngẩng mặt lên rồi lại quay ra chỗ thánh nữ. "Đợi đã, không lẽ ngươi chính là?" Bên ngoài kiệu xe hoa lúc này đột nhiên một làn khói đen mau chóng bay đến rồi bao phủ xung quanh nó một mũi tên màu bạc cũng lao nhanh như bay tới đâm thẳng vào cỗ xe ngựa làm nó vỡ tan tành trong không trung lâm diệc ở phía trong chân tay bị trói chặt không làm chủ được mà rơi thẳng xuống dưới hắn sợ tới toàn thân đông cứng lại mặt cắt không còn một giọt máu rồi lại hét lớn lên hả xảy ra chuyện gì vậy chứ sau đó nước mặt liền liên tục chảy ra hắn cố cự quậy để nới lỏng dây xích nhưng vẫn không có ích gì may mắn là thánh nữ ở phía này đã nhanh chóng nắm được sợi dây xích của hắn ở trên không trung rồi liền quay ra trấn an hắn đừng sợ ta đã bắt được ngươi rồi Tông chủ của Thánh Giao Tông và vị lão nhân bên cạnh vừa tới, thấy được cảnh tượng này cùng với làn khói đen dày đặc bao quanh hai người họ thì cảm thấy có chút không đúng. Lượng kiếp vẫn chưa bắt đầu, nhanh như vậy đã không chịu được rồi sao? Sau đó, Tông chủ Thánh Giao Tông khẽ nhíu mày gần giọng nói tiếp. Là ai? Bổn tọa cho ngươi một cơ hội cút ra ngoài ngay lập tức. Sau đó, trong làn khói đen một giọng nói mỉa mai liền vang lên. Lượng kiếp sao? Ha ha ha. Nó mau chóng hóa thành bóng đen ban nãy rồi lại lớn tiếng mắng chửi dọa nạt bọn họ. Mấy lời dối lừa người này dẹp hết đi, giao thánh nữ ra đây rồi ta sẽ xem xét cho các ngươi một con đường sống tông chủ thánh giao tông nghe những lời sằng bậy này thì ánh mắt liền trở nên sắc bén hơn bao hết bà ta không chút biểu cảm chỉ khẽ nhau mày lại rồi đáp đúng là không biết tự lượng sức mình bóng đen kia nghe xong thì chỉ cười khẩy mấy cái rồi lại nói tiếp thứ tiểu bối vô tri sau đó nó tạo thành vô số sợi dây leo bằng khói từ nhiều phía lao nhanh tới hỏng tấn công hai người bọn họ ngươi hãy trả giá cho sự ngông cuồng của ngươi đi tông chủ thánh giao tông chỉ bình tĩnh quay về phía sau nhắc nhở lão nhân bên cạnh đưa bọn họ đi trước đi lão nhân kia nghe xong thì liền trợn trừng mắt đứng hình ngay tại chỗ tông chủ người tông chủ thánh giao tông không đợi lão nói hết đã vội tiến lên phía trước chuẩn bị đối đầu với bóng đen trước mặt bà ta khẽ chắp hai tay lại phía sau lưng rồi lại lạnh giọng nói tiếp bọn họ có thể làm được gì ta cơ chứ lão nhân kia thấy cảnh tượng này thì há hốc miệng không nói thêm lời nào nữa tông chủ thánh giao tông khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở trừng mắt ra đôi mắt màu hồng liền chuyển thành màu vàng rực rồi phát ra những tia sáng chói lóa yêu ma quỷ quái các ngươi cút ra đây cho ta ánh sáng màu vàng này ngay lập tức lan rộng ra phá tan vòng vây của bóng đen ban nãy làm cho nó trong chốc lát không thể chống cự lại được lão nhân kia liền nhân cơ hội quay ngoắt về phía sau ra lệnh cho thánh nữ nhanh đi theo ta thánh nữ nghe xong cũng khẽ gật đầu rồi kéo lâm diệt đi theo bọn họ bóng đen kia thấy thánh nữ đang chuẩn bị bỏ chạy thì chỉ bình thản quay ngoắt ra khẽ nói muốn chạy sao rồi lại đắc ý cười lớn đâu có dễ như vậy rồi từ trong thân thể nó vô số người huyền bí mặc áo choàng đen mau chóng xuất hiện lao thẳng về phía đám người lâm diệt bóng đen đó mau chóng tạo ra vô số làn khói đen bao phủ lấy con đường rừng phía trước chỉ một lúc sau đám người lâm diệt, thanh nữ và lão nhân kia đã đáp xuống đúng chỗ mà nó răng bẫy trong không trung dễ bị chú ý trốn dưới đất sẽ tốt hơn sau đó ba người bọn họ lao về phía trước mà không dễ ý thấy vô số vệt khói đen đang bao trùm ở dưới đất chỉ có mình lâm diệt phát hiện ra mọi chuyện có gì đó không đúng lắm liền vội lớn tiếng nhắc nhở này đợi một chút đã vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy sau đó đám người mặc áo choàng đen kia cũng mau chóng đuổi được tới chỗ bọn họ lão nhân thấy vậy thì liền nghiêm giọng lại nói vẫn là bị đuổi theo rồi sao lâm diệc và thánh nữ ở phía này cũng đứng hình ngay tại chỗ đám người mặc áo choàng đen từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ khẽ liếc nhìn một lúc rồi lại nói tiếp muốn chạy trốn sao rồi lại liên tục cười khẩy ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu nữa lão nhân kia thấy dáng vẻ và yêu khí tỏa ra từ thân thể của bọn chúng thì liền có chút phỏng đoán hơi thở này còn có bộ dạng kỳ lạ này nữa các ngươi là yêu tộc sao sau đó một tên mặc áo choàng đen liền lấy đà đồng thời giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của nó ra rồi lao nhanh tới chỗ bọn họ đắc ý nói không chúng ta là vong hồn của quá khứ nộp mạng đi hắn vừa dứt lời viên đá đính ở chính giữa vòng tròn sao trên trán của hắn liền tỏa ra ánh sáng màu tím huyền bí chói lóa cánh tay cũng theo đó mà trở nên mềm oặt được kéo dài ra hồng hấp chi xúc nó giơ tay ra lao thẳng tới tính tấn công lão nhân kia ông ta ngược lại chỉ tỏ ra vô cùng bình thản khinh bỉ nhìn nó rồi nói tiếp chỉ là mấy trò vặt vãnh rồi lại hét lớn chảm lời vừa dứt từ phía trước một thanh kiếm lớn có nạm ngọc bích liền hiện ra khi chất vị lão nhân cũng trở nên mạnh mẽ khác thường ông ta khẽ nắm chặt hai lòng bàn tay lại rồi chắp tay về phía sau quả thực năng lực này cũng vô cùng mạnh chỉ trong giây lát đã gọn gàng tiêu diệt được một chiêu này của tên vong hồn kia lão nhân kia lúc này trên mặt mới thoáng hiện nụ cười hài lòng sau đó lập tức tiêu diệt gọn tên vong hồn đó ngay tại chỗ rồi lại nói tiếp hừ vong hồn sao lâm diệt và thánh nữ ở phía này đều trong xoe mắt ngạc nhiên cả hai liên tục vỗ tay không ngừng cảm thán năng lực của lão nhân này lão nhân kia chỉ khẽ cười cười mấy cái tỏ vẻ khiêm tốn nhưng cũng không quên khoe khoang chút năm đó biệt hiệu của lão phu chính là quỷ kiến sầu đó rồi lại đắc ý hỏi đám vong hồn trước mặt chỉ hỏi các ngươi có sợ hay không tên tóc xanh kia thấy cảnh tượng này thì không chút ngạc nhiên nào hắn chỉ cười cười mấy cái bình thản đáp lại thế sao rồi liền giơ tay ra thi triển một quyền ánh sáng màu tím từ đôi tay của hắn lập tức phá tan thanh bảo kiếm khảm ngọc bích của lão nhân ban nãy vị lão nhân thấy thế thì há hốc miệng ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình lại còn có thể phá được chảm phách đao của ta sao sau đó lại mau chóng lấy lại bình tĩnh rút từ trong người ra một cục đá ngọc bích hình vuông phi về phía hắn xem như nhà ngươi có vài phần bản lĩnh nhưng hôm nay không thể giữ các ngươi lại được rồi viên đá ngọc bích đó mau chóng phóng lớn ra bên trên còn được chạm khắp một con rùa lớn vô cùng tỉ mỉ sau đó viên đá liền bay lên trời xanh lão nhân kia cũng đồng thời hét lớn huyền võ trấn hồn tỏa viên đá liền mau chóng tỏa ra luồng ánh sáng màu xanh cùng vô số sợi dây mảnh quấn chặt lấy đám vong hồn ở phía dưới sau khi tạm thời giữ chân được bọn họ lão nhân kia liền quay ngoắt về phía sau nhắc nhở lâm diệc và thánh nữ nhanh rời khỏi đây rồi lại tung một món bảo vật có hình ống tre về phía lâm diệc nhanh bây giờ ta sẽ khống chế bọn chúng ngươi hãy dùng tiên khí này giải quyết bọn họ mau lên tên tóc xanh căn bản là không thể chống cự lại sức mạnh thì khối ngọc bích này hắn chỉ đành quay ra dùng chiêu khích tướng lâm diệc tiểu tử ngươi chẳng qua chỉ là con cờ của bọn chúng mà thôi sao ngươi phải bán mạng như thế chứ lâm diệc nghe xong chỉ khẽ cười khẩy mấy cái rồi định lao tới chỗ hắn kế ly gián cũng vô dụng thôi tên tóc xanh kia khẽ nhau mắt lại rồi nói tiếp ta nói đều là sự thật lượng kiếp thiên địa chẳng qua chỉ là một ván cờ của những người cấp trên tông chủ của thánh giao tông là người chấp cờ cũng là quân cờ vì ván cờ này mà cô ta đã tốn sức vất vả bồi dưỡng ra thánh nữ nhưng muốn thánh nữ thức tỉnh thì cần phải có một bước ngoặt đó chính là người tế tự vào 100 năm trước thánh giao tông và càn nguyên tông đã đạt đến thỏa thuận người tự tế sẽ do càn nguyên tông bồi dưỡng ra bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ngươi nhất định phải thành hôn với thánh nữ của thánh giao tông chưa Lâm Diệp nghe đến đây thì liền im lặng một lúc rồi mới đáp lại. Ý người ta chính là người tế tự kia sao? Tên tóc xanh nghe xong khẽ gật đầu. Không sai. Bọn họ căn bản chỉ cần tính mạng của ngươi để giúp thánh nữ thức tỉnh mà thôi. Lâm diệt ở phía này nghe thấy những lời này thì mặt không chút cảm xúc. Hắn nắm chặt bảo vật kia trong tay im lặng không nói lời nào. Tên tóc xanh kia thấy chiêu này có hiệu quả như vậy thì lại tiếp tục khiêu khích. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi vận mệnh của ván cờ này, bây giờ gia nhập với chúng ta, chúng ta mới là người có thể phá vỡ xiềng xích của thế giới này. Lâm Diệp nghi ngờ hỏi lão thất phu, Hắn nói là thật sao? Lão thất phu không biết giải thích như nào, ngập ngừng không nói lên lời. Thấy được thái độ hoang mang của lão thất phu, Lâm Diệt ngậm ngùi cúi mặt xuống, không thể nào. Anh nhớ lại từng hồi ức khi còn bé, khi trưởng lão cười vui vẻ, hào hức ôm đan dược đến cho anh. Nhanh nếm thử đan dược mới do Vi sư luyện chế, mùi vị bánh bao thịt, có ích và bồi bổ âm dương. Sau này ngươi sẽ dùng đến. Cũng có những lúc trưởng lão tức giận, vừa vá quần áo cho Lâm Diệt vừa mắng, ngươi còn dám làm rách quần áo, Vi sư sẽ đánh nát mông của ngươi. Trời ơi! công việc may vá quần áo này đúng là khó thật. cũng có những lúc ông thương xót mà bôi thuốc cho lâm diệp. đồ nhi, sau này tu luyện cần phải kết hợp với lao động, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. lão thất phu vội vã nói, tiểu tử, đừng nghe hắn nói lung tung. mặc dù ngươi là người tế, nhưng mà. nghe thấy câu này của lão thất phu, lâm diệp kích động. vì thế, chuyện cung tế là thật sao? lão thất phu lúng túng. đây, đây. lâm diệp tức nghiến răng. các người thật sự giấu ta chuyện này ư? thanh nữ bên cạnh lo lắng. lâm diệp ca ca mấy tên vong hồn nhân lúc đục nước béo cò mà dụ dỗ đến đây đi hãy gia nhập cùng chúng ta cùng nhau đánh nát thế giới vừa cũ vừa nát này chúng nói mà các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây lâm Diệt nghe vậy không chút động lòng mà lớn tiếng ra lệnh câm mồm ta sẽ không vì một lời nói của ngươi mà phản bội nhưng một bước đầu cho dù lời ngươi nói là sự thật ta cũng sẽ đi hỏi rõ lão già kia chứ không phải nghe mấy người ở đây nói mấy lời mê hoặc thế đâu thấy lâm Diệt lý trí như vậy lão thất phu cũng thở phào nhẹ nhõm tên vong hồn sau khi bị từ chối thì kinh ngạc tiểu tử lẽ nào ngươi thật sự cam tâm tình nguyện hiến tế tính mạng của bản thân làm việc cho người khác sao lâm diệc tay nắm chặt tiên khí quả thật là không cam tâm tình nguyện quả thật là rất phẫn nộ sau đó anh hùng hổ mà chỉ thẳng vào mặt mấy tên vong hồn vì thế ta quyết định sẽ đánh chết các người để trút giận tên vong hồn kia nghe vậy thì ngơ ngác đầu đầy ba chấm lâm diệc nghiêm túc quay mặt nhìn lão thất phu ta phải làm sao lão thất phu đầy hy vọng ra lệnh dùng tiên khí thấy lâm diệc chuẩn bị ra tay với mình tên vong hồn tức nghiến răng tiểu tử ngươi dám Lâm Diệc oai phong nhảy về phía trước, tay cầm tiên khí, dõng dạc nói: giết chết các người. Chạy được hai ba bước, anh ném mạnh lọ tiên khí trong tay về phía vong hồn. Lão thất phu trông thấy cảnh này thì kinh ngạc há hốc mồm. Ông tức giận không còn gì để nói, không phải dùng như vậy. Lâm Diệc ngây ngô quay đầu hỏi: hả? Lão thất phu tức xì khói? Tiểu tử ngươi đến ngay cả tiên khí cũng không biết dùng sao? Lâm Diệc thản nhiên gãi gãi đầu. Tình hình kinh tế của càn nguyên tông ta không tốt, vì thế chưa bao giờ dùng qua. Thật ngại quá. Lão thất phu và Lâm Diệc tiếp tục tranh cãi. Lâm Diệc nói. Trách ta được sao, ngươi sớm nói với ta dùng như thế nào không phải là được rồi sao?" Lão thất phu cạn lời, "Ta đúng là phục ngươi luôn đấy, tên vong hồn bị Lâm Diệt ném lọ tiên khí vô đầu giờ trên đầu hắn ta đã nổi một cục to đùng, nhưng chỉ biết đứng đó nhìn hai người vô tri kia tranh cãi, không chịu được nữa hắn nói lớn, "Các ngươi thật là không xem ta ra gì." Đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh, hắn triển khai ma pháp, vây và đuôi rắn dần lộ diện. Hắn phá bỏ xiềng xích tức giận lao tới, "Phá cho ta." Lão thất phu kinh ngạc, huyền võ chấn hồn tỏa, "Đây sao có thể chứ?" Ngay lập tức cả ba người bên lâm diệt bị đánh lùi về sau vong hồn nhìn họ với đôi mắt chết chóc tiểu tử nếu như ngươi đã cam tâm tình nguyện làm chó cho người khác như vậy vậy ta sẽ diệt ngươi trước lâm diệt lúc này cũng bất ngờ trước sức mạnh của hắn đây là tên vong hồn đắc ý hỏi tiểu tử cảm thấy thế nào lâm diệt lúc này đã bị đánh cho ngã khụy dưới đất uy pháp mạnh thật lâm diệt đã bị thương nặng anh tò mò đây là chiêu thức gì vậy lão thất phu cũng kinh ngạc trước sức mạnh ấy tên này là song đồng giả của yêu tộc sao thanh nữ Hoàng sợ nói song đồng giả Lời đồn loại đồng thuật này nếu nhìn thẳng có thể sẽ phá giải được bất cứ pháp thuật nào. Kẻ mạnh hàng đầu như yêu tộc này tại sao lại? Trong lúc mọi người vẫn đang tò mò, tên vong hồn lao tới chỗ lâm diệt, đồ ngu xuẩn vô tri. Nếu như ngươi đã không muốn sống, thế thì ta sẽ làm hài lòng ngươi. Lâm diệt khụy dưới đất đau đớn, không có bất kỳ hành động tiếp theo nào, dường như không thể phản kháng. Tình thế nguy cấp, lão thất phu triệu hồi thiên diệt phi hoa. Ngay lập tức, một con rồng với thân hình sặc sỡ muôn màu xuất hiện, tiến tới trước mặt tên vong hồn. Tuy nhiên, hắn ta đứng yên và khinh thường nói: mấy trò vặt vãnh. Tên vong hồn mở to mắt rồi gào lớn, cút đi cho ta. Hắn vừa hét vừa lao tới đối đầu với con rồng, biến mất cho ta. Ngay sau đó, con rồng dường như đã bị hút vào một khoảng không và biến mất. Tên vong hồn vẫn tiếp tục lao tới chỗ Lâm Diệp, pháp thuật không có bất cứ tác dụng nào với ta. Lâm Diệp không bỏ cuộc, anh giơ tay về phía trước, tuyệt sát, cửu long lôi. Ngay sau đó, từ trên trời xuất hiện những tia xét sáng chói. Tên vong hồn quay đầu nhìn khinh bỉ, ngu xuẩn. Hắn chủ động bay lên hướng chịu mọi tia xét đánh xuống, nụ cười cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Diệp đã nói pháp thuật không có tác dụng với ta rồi mà lâm diệt cây cú nhìn hắn sao lại có loại thần thông khó tin như vậy chứ như vậy thì sao mà đánh tên vong hồn đắc ý hạ xuống ở trước mặt của thực lực tuyệt đối sau đó hắn quẫy đuôi phi thẳng về phía lâm diệt đây chính là kết cục không biết tự lượng sức mình của ngươi lâm diệt quỳ dưới đất nhìn lên dường như không có gì có thể ngăn cản việc anh sẽ bị tiêu diệt ngay sau đó lâm diệt đã bị hộc máu tươi anh nhìn tên vong hồn đang bay tới mà tuyệt vọng không hay rồi đột nhiên thanh nữ dũng cảm đứng chắn trước mặt của lâm diệt oai phong đối đầu Lâm Diệt ngước mắt lên kinh ngạc, ngươi đây là, tên vong hồn cũng tò mò trước sự xuất hiện của thánh nữ. Hắn không để nang mà dùng nắm đấm bay tới, ngươi đây là muốn chết? Thánh nữ đứng trước đòn tấn công của hắn ta thì bình tĩnh đứng yên. Lão thất phu cũng không lo lắng gì mà chỉ cười đắc ý, đừng xem thường thánh nữ. Ngay sau đó, bàn tay dùng để đánh thánh nữ đã bị chính cô ngăn lại. Hút. Thánh nữ đứng yên tại chỗ, mặt không một chút biến sắc nào, chỉ với một tay đã có thể nâng tên vong hồn lộn vòng, điều này đã khiến hắn kinh ngạc, cái gì? Hắn bị vật cho ngã trồng vó lên trời, mất hết hình tượng. Thánh nữ nói với hắn, không cho phép ngươi bắt nạt người khác. Sau đó, cô hồn nhiên đi tới nắm lấy hai chiếc sừng trên chán hắn ta. Việc làm này khiến tên vong hồn hoảng sợ. Ngươi làm gì vậy? Trong phút chốc, chiếc sừng trên chán hắn ta đã bị thánh nữ bẻ gãy một cách dễ dàng. Ai bảo ngươi làm chuyện xấu? Tên vong hồn cả người run cầm cập nhìn chiếc sừng quý giá của mình bị bẻ gãy. Hắn kinh ngạc ngồi dậy nhìn thánh nữ. Không thể nào, sao ngươi lại có loại sức mạnh như thế? Thánh nữ nghiêm túc nhìn hắn ta. Bây giờ mới biết sợ sao? Cô nắm chặt hai tay nói lớn, phệ hoang dứt lời một con trâu siêu to khổng lồ xuất hiện phía sau lưng thánh nữ nó nhìn tên vong hồn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức con phệ hoang lao tới nó há miệng thật to để có thể nuốt tên vong hồn kia tên vong hồn run sợ nhì không nói lên lời người hắn đối mặt với một con trâu hung dữ cả người toát mồ hôi đồng tử co rúm lại do hoảng sợ ngươi lại có thể khâu chế được quái vật sao đây là không thể nào hắn vừa dứt lời con trâu đã hút cho một cái tên vong hồn liền biến mất chỉ còn lại một chiếc sừng trắng mà thôi thấy hắn đã biến mất đám người lâm diệt cũng không chú ý tới chiếc sừng trắng còn sót trên đất thánh nữ nói lần này có lẽ đã chết hết rồi lâm diệt lấy tay rút thanh kiếm trên vai mình ra anh loạn chọn đứng dậy và có ý định đi đâu đó thấy thế lão thất phu liền nói đứng lại ông nhẹ nhàng tiến tới lâm diệt ngươi hãy nghe ta nói lâm diệt trùng mắt nhìn ông lão thất phu nghiêm túc thật ra mọi chuyện không như ngươi đã nghĩ đâu lâm diệt kích động chỉ về phía thánh nữ cô chính là thánh nữ của thánh giao tông đúng không anh trùng mắt nhìn cô cô lại dám lừa ta thánh nữ đỏ mặt lúng túng vẫy, vẫy tay cô nói với anh lâm diệt ca ca ta không có ý lửa huynh đâu lão thất phu nhỏ giọng nói năm đó chúng ta quả thật có sắp xếp đặc biệt đối với người câu nói phía sau khiến lâm diệt ngạc nhiên tuy nhiên sớm đã bị chúng ta từ bỏ rồi lâm diệt hài lòng mỉm cười anh đưa hai tay xuống gáy rồi ngả người về sau cười thật tươi ta sớm biết lão già đó không hại ta đâu còn cần ngươi phải nhắc sao sau đó anh lon ton bước đi trông như một chàng ngốc chúng ta đi thôi thánh nữ lo lắng hỏi lão thất phu không biết bên sư phụ thế nào rồi lão thất phu nghiêm túc nói Mục tiêu của yêu tộc là ngươi, chỉ có điều bọn họ lần này lại không ngờ ngươi sớm có điều khiển được phệ hoàng. Còn về tông chủ, cô ta là một trong những người tu tiên mạnh nhất trên thế giới này, chỉ là một yêu tộc cũng không thể uy hiếp đến cô ta được. Lão thất phu nói lâm diệp đang hào hứng, ngươi cũng đừng hòng quay về tông môn, hãy về thánh giao tông cùng với chúng ta trước đi. Lâm diệp tò mò hỏi, tại sao yêu tộc lại đuổi theo cô ta? Còn nữa phệ hoàng là cái gì? Lão thất phu nói, chuyện này ta cũng không biết cụ thể là như thế nào, chỉ có tông chủ và sư phụ của ngươi biết. Hơn nữa chuyện này liên quan đến lượng kiếp thiên địa. Lâm Diệt càng ngày càng hỏi chấm, lượng kiếp thiên địa, rốt cuộc là cái gì? Lão thất phu ân cần giải thích, lượng kiếp thiên địa là tai họa cách nghìn năm thì đại hội tu tiên giới sẽ đón tới, chỉ có cả tu tiên giới đồng tâm hiệp lực mới có thể an toàn vượt qua. Lâm Diệt nghe vậy thì lo lắng, sao nghe không tầm thường vậy? Lão thất phu cũng chẳng thèm nói với cậu ta nữa mà chỉ nhắc nhở, bớt nói nhảm lại. ở đây cũng chưa an toàn đâu. Ngay sau đó cả ba người họ cùng biến mất. Sau khi cả ba đi rồi, chiếc sừng trên đất đột nhiên động đậy, như nhận được tín hiệu, cả ba chiếc sừng cùng rung chuyển chiếc sừng to nhất dần dần mọc ra thứ gì đó đáng ghét tên vong hồn lúc nãy lúc này đã bò ra từ chiếc sừng trên đất đáng ghét mình suýt chút nữa đã bị giết chết rồi hắn cố gắng đứng dậy may mà mình có thuật hài cốt chuyển sinh nhớ lại những gì đã xảy ra ánh mắt hắn nguy hiểm nữ nhân đó lại có thể nắm giữ phệ hoang cái này không giống như tình báo đã nói chuyện này nhất định phải bẩm báo lại với đại nhân lúc này tông chủ của thánh giao tông vẫn đang chiến đấu dường như đã bị thương cả người như không thể đánh lại nữa tuy nhiên bà ấy vẫn kiên quyết nói mặc dù có thể khiến ta cảm nhận sợ hãi thực lực như vậy ở giới tu tiên không thể nào vô danh được ngươi rốt cuộc là ai con quỷ kia nói với bà ấy ta là người sẽ thay đổi cái thế giới thối nát này ngay sau đó nó hô lớn chúc long tiềm ảnh từ đất đá dưới đất ngay lập tức trồi lên những bàn tay khổng lồ nó đang tiến tới nơi của thánh giao tông bà ấy cũng không chịu yếu kém mà dũng cảm chiến đấu pháp ngoại kim thần phía sau lưng của thánh giao tông xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp bông hoa sen từ người phụ nữ ấy phát ra những tia sáng huyền ảo ngay lập tức dưới sự chỉ huy của người phụ nữ những cánh hoa lìa khỏi cành rồi bay tứ tung cắt đứt những cánh tay khổng lồ kia tông chủ của thánh giao tông chê bai nói ngươi vẫn luôn sử dụng những thủ đoạn bình thường thấp kém như vậy có thể nhìn ra hình như ngươi có thể che giấu được cách chiến đấu vốn dĩ của bản thân tên quỷ kia nghe vậy nhưng không lên tiếng thấy động thái này của nó tông chủ thánh giao tông thầm nghĩ xem ra là bị nói trúng rồi trừ khi tên này là người mình biết thậm chí là người rất quen bà nhẹ nhàng đưa tay lên môi ngẫm nghĩ chuyện này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của mình có thể sai khiến yêu tộc tên này rốt cuộc là kẻ nào đột nhiên bà nhận ra gì đó người biết được trong cơ thể của thành ngữ có phệ hoang có lẽ chỉ có tông chủ dứt khoát vung tay rồi nói lớn có thể ép ta dùng ra một chiêu này có lẽ ngươi đã đủ tự hào rồi bây giờ cho dù ngươi có dấu đầu lòi đuôi như thế nào bông hoa sen trên tay bà dần phát sáng hãy để lộ ra chân thân của ngươi cho ta một ánh sáng từ trên xuyên thẳng qua người của tên quỷ tất cả những thứ bao bọc trên người của nó bị xé tan để lộ ra chân thân của người bí ẩn và dường như tông chủ của thánh giao tông đã nhận ra đó là ai bà nói là ngươi sắc mặt bà phút chốc tối sầm lại không tin vào những gì trước mắt đây là không thể nào những thứ màu đen tiếp tục xoay chuyển bao phủ lấy tên bí ẩn kia hắn nói thật sự rất đáng tiếc các độc giả sẽ không thấy được mặt ta ở chấp này rồi hắn lại quay về hình hài của tên quỷ ban đầu nhưng đây không phải là ân oán cá nhân tông chủ của thánh giao tông trong phút chốc đơ người dứt lời tên quỷ lập tức biến mất nhanh chóng vậy thì tạm biệt tông chủ của thánh giao tông không kịp phản ứng chỉ nghiến răng nhìn hắn bỏ đi trên không trung xuất hiện một thứ kỳ lạ nó dần dần nở ra hóa ra đó chính là một cái mắt nó chiếu thẳng vào người tông chủ của thánh giao tông không phản ứng kịp người phụ nữ do pháp thuật của bà triệu hồi ra liền bị đôi mắt làm cho dặn nước rồi vỡ tan tành đến mức này tông chủ đã phải thốt lên ngươi tại sao bà gào thét vào tên quái vật kia sao có thể là ngươi được chứ thiên cung tại sao lại muốn con mắt phía sau vẫn nhìn thẳng vào bà ấy nó nói tiêu tan rồi dứt lời cả người của tông chủ thánh giao tông liền bị dặn nứt bà chỉ kinh ngạc nhìn tên quái vật kia cũng như chân thân kia của bà ấy từng mảnh dạn liền bị vỡ tan tành bay nhẹ vào không trung. Ba người nhóm Lâm Diệp đã bay tới một nơi, anh nói với lão thất phu đến phía trước rồi. Đột nhiên, có mấy người bay đến chặn trước mặt họ. Chúng tản ra bao quanh ba người họ, tên đứng đầu ra lệnh, dừng lại, không được động đậy. Lâm Diệp trừng mắt nhìn bọn chúng rồi thầm nghĩ, đây là muốn làm cái gì nữa đây? Lão thất phu nhìn người đàn ông vừa ra lệnh họ dừng lại rồi nói, Lữ Thanh, đây rốt cuộc là sao? Tên Lữ Thanh nghiêm túc nói, tông chủ, Ngọc Bài Trưởng Minh của hắn, không lâu trước đây đã bị nát rồi. Ba người Lâm Diệp nghe xong kinh ngạc, Lâm Diệp thầm nói ngọc bài trưởng minh đó không phải là bảo khí có thể đại diện cho trạng thái sinh tử của một người sao lão thất phu bàng hoàng cái gì thánh nữ lo lắng tiến lên ngươi nói sư phụ bà ấy lão thất phu tuyệt đối không dám tin mà quát lớn đây sao có thể chứ tên nữ thanh không khách khí mà chỉ tay vào mặt ba người họ ta vừa hay muốn hỏi các ngươi đây tông chủ bà ấy đưa theo thánh nữ đi đón tiểu tử này của cả nguyên tông nhưng tại sao bây giờ chỉ có các ngươi ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tông chủ từ lúc nào đã tách ra với các ngươi lão thất phu cả người toát đầy mồ hôi vội vàng kể trên đường chúng ta về đây, gặp phải yêu tộc tập kích, tông chủ bảo chúng ta đi trước, ông lo sợ, lẽ nào bà ấy? Lữ Thanh Tức giận nói lớn, không thể nào, chỉ một yêu tộc nhỏ bé sao có thể tập kích tông chủ, bọn nó làm gì có thực lực như vậy. Ông ta vội vàng, bà ấy đã gặp phải tập kích ở đâu, lập tức đưa ta đi ngay. Lão thất phu cũng đồng ý, ta sẽ đưa các ngươi đi ngay đây. Ông quay sang nói với thánh nữ đang rơm rớm nước mắt, thánh nữ, chúng ta. Đột nhiên ông nhận ra điều gì đó, đồng tử co rúm lại rồi nói, không. Ông ta nói với bọn họ Mục tiêu của yêu tộc chính là muốn bắt người. Các ngươi lập tức đưa lâm diệt về thánh giao thông trước. Thánh nữ yếu đuối lúc này nước mắt cũng sắp tràn ly. Lâm diệt bình thản nhìn sang nói, biết rồi. Đột nhiên màn hình hệ thống hiện lên, phát nhiệm vụ lựa chọn thần cấp. Càn nguyên tông gặp phải nguy cơ rất lớn, mời ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Lựa chọn một. Bây giờ về càn nguyên tông, phần thưởng là một viên đan dược bình thường. Lâm diệt khó hiểu, cái gì? Bàn tay anh lúc này đã bắt đầu run lên. Lựa chọn hai, lựa chọn không quan tâm, phần thưởng là một viên đan dược trung cấp. Thấy lâm diệt lạ như vậy lão thất phu lo lắng hỏi sao vậy khi hệ thống chiếu đến lựa chọn thứ ba mỉm cười cho qua tự bảo vệ tính mạng phần thưởng là đan dược đỉnh cấp lâm diệp bây giờ đã không còn quan tâm phần thưởng nữa anh chẳng thèm ngó ngàng đến phần thưởng thứ ba mà vội vã đi luôn càn nguyên tông xảy ra chuyện rồi lão thất phu nói với theo này ngươi chờ đã trong phút chốc cả ba người họ đã tới càn nguyên tông nơi đây tất cả đều đã trở thành một mớ hỗn độn đều bị đập phá vỡ nát cháy rụi trông rất hoang tàn lão thất phu không tin vào mắt mình sao có thể như vậy chứ thanh nữ kinh ngạc lấy tay che miệng hoảng sợ trước cảnh tượng này đây là lâm diệt cả người run lên bần bật nhìn ngôi nhà và những người thân sống với mình từ nhỏ anh lạc lõng là ai làm anh bất giác ngã khuỵ xuống đất mắt không rời mà nói sao có thể lâm diệt nói lớn mọi người sư phụ bọn họ lão thất phu ngậm ngùi cúi đầu nói ở đây còn sót lại hơi thở của yêu tộc xem ra sau khi chúng ta đi càn nguyên tông cũng không tránh khỏi việc gặp nạn lâm diệt không chịu được cảnh tượng này anh lao người về phía trước không ngay sau đó anh đã bị lão thất phu ngăn lại yêu tộc nói không chừng vẫn chưa đi xa bây giờ chúng ta nhất định phải rời khỏi đây lâm diệp bây giờ không thèm nghe bất cứ lời nói nào anh hất tay lão thất phu khỏi vai mình cút đi ta không tin sư phụ nhất định là vẫn còn sống thấy lâm diệp đã mất bình tĩnh lão thất phu vội vàng đứng chắn trước mặt anh ta ông tức giận nói lớn ngươi tỉnh táo lại một chút đi tông chủ của chúng ta chết một cách không rõ ràng hung thủ đứng sau tuyệt đối là tồn tại vượt tưởng tượng của chúng ta ông nhìn lâm diệp đang thảm hại nước mắt lưng tròng mà vẫn nhẫn tâm nói với thực lực hiện tại của ngươi có thể làm được cái gì lâm diệp nghe vậy thì bất lực mà ngã khuỵ xuống đất mọi uất ức, bất lực bị dồn nén giờ đây đã bị anh phát tiết, lâm diệt kêu lên ai oán, gào thét vào không trung. Anh cào chặt mặt đất rồi nói: sư phụ, mọi người yên tâm. Anh kiên quyết lau đi những giọt nước mắt kia, đôi mắt đầy hận thù mà nói: mối thù này, lâm diệt ta sẽ đòi lại. Lão thất phu cũng nhẹ giọng nói với anh: một tông môn im hơi lặng tiếng bị tiêu diệt, bây giờ không có sự bảo vệ của tông chủ, thánh giao tông cũng không còn an toàn nữa. Ông kiên định nói với hai người họ: chuyện đến mức này, các ngươi nhất định phải đi đến thiên cung. Trên đường lên núi, một đoàn người đang khăn gói bước đi hóa ra đó chính là các đệ tử của càn nguyên tông trưởng lão đột nhiên hắt xì một cái hắt xì ông vội vàng xoa xoa mũi rồi tức giận nói là ai đang nguyền rủa bổn tôn vậy nhỉ vương hòa hòa tiến đến nói với trưởng lão may mà chúng ta kịp thời rút lui nếu không toàn bộ đã chết trong tay của yêu tộc rồi chắc cũng cũng ngoái đầu lại nhìn tình thế như này mà hắn vẫn còn mộng tưởng chức quyền bây giờ cuối cùng cũng đã trở thành thủ tịch rồi nhưng tông môn lại không còn nữa hắn tiếc núi rơi lệ tất cả là bởi vì chúng ta quá yếu vương hòa hòa lo lắng hỏi trưởng lão không biết lâm diệt sư huynh bây giờ thế nào rồi? trưởng lão mỉm cười nói với vương hòa hòa, hắn ở thánh giao tông có lẽ cũng không có nguy hiểm gì. chuyện quan trọng bây giờ của chúng ta là phải trốn cho kỹ, cố gắng tránh được đại loạn sắp tới này. vương hòa hòa tò mò hỏi, sư phụ, trận đại loạn này rốt cuộc vì sao mà lại có? là yêu tộc sao? trưởng lão im lặng nhắm mắt, không chỉ là yêu tộc, tình hình của thiên địa lượng kiếp rất phức tạp, tương lai các ngươi có lẽ cũng sẽ hiểu thôi. ông tiếp tục bước đi, diệt nhi từ nhỏ, ngươi đã không muốn đấu tranh với người khác, như lần này ngươi nhất định phải bình an đấy thanh nữ nhớ tới hồi bé tại một khu rừng khi đó các bạn cùng trang lứa đều muốn rủ cô cùng chơi thanh nữ chúng ta ra ngoài chơi tuy nhiên trong mọi hoàn cảnh thanh nữ đều bỏ chạy ta còn có việc đi trước đây khi bọn trẻ cùng nhau vui đùa chơi trò chơi cô chỉ biết ngồi trên mái lén lút nhìn bọn họ hồi đó cô mong ước nếu ta giống như bọn họ là một người bình thường thì tốt biết bao nhiêu khi đó một viên sỏi ném về phía cô khiến thánh nữ của chúng ta phát ra tiếng động viên sỏi từ trên mái cũng vội vàng rơi xuống mấy đứa trẻ con nghe thấy tiếng động thì tụ tập nhìn lên là âm thanh gì vậy? Ai đang ở đó? Không biết, có thể là chó hoang mèo hoang gì đó. Thánh nữ lúc ấy chỉ biết vội vàng tuồn xuống mặt kia của mái nhà, im lặng bịt miệng để tránh phát ra tiếng động. Cô nhìn vào đôi bàn tay của bản thân mà buồn rầu, mình không thể ra ngoài được, mình sẽ làm hại đến những người khác. Chính vì không muốn làm hại tới mọi người, cô luôn trốn tránh, từ chối những lời mời gọi. Vì vậy mà mọi người đều bàn tán ác ý, cô ta là thánh nữ, tính cách cô lập, chưa bao giờ nhìn thấy người nào kiêu ngạo như vậy, không thèm quan tâm tới một ai, một cô gái bé nhỏ, yếu đuối phải sống trong những tháng ngày bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán. Cô gái ấy luôn tỏ ra mình khó gần, nhưng thật ra cô rất để ý những lời nhận xét của người khác, có gì mà ghê gớm chứ, không phải chỉ là thánh nữ thôi sao. Khi nhìn thấy những chú chim đang vui vẻ chơi đùa trên cành cây, thánh nữ ngoài ban công ngước mắt lên nhìn chúng, con chim nhỏ đẹp quá đi. Những chú chim lông vàng óng bay trên bầu trời hot ríu rít. Thánh nữ say mê nhìn chúng hót, cô nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, dường như rất muốn chạm vào chú chim nhỏ đó, nếu như mình có thể tự do giống như nó thì tốt biết bao nhiêu. Chú chim nhỏ như rất muốn gần gũi với cô gái bé nhỏ này, nó muốn bay tới bên cô. Đột nhiên đôi mắt của thánh nữ sáng rực lên như ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau đó là một cảm giác khác lạ trong cơ thể của cô. Thánh nữ lập tức đứng hình tại chỗ, thân thể như mất hết sự khống chế. Mặt cô tái xanh lại cắt không còn một giọt máu, không ổn rồi. Đôi mắt thánh nữ đột nhiên trở nên vô cùng hoảng hốt, mồ hôi trên mặt liên tục đổ ra. Cô khẽ đưa tay ra rồi hét lớn, chim nhỏ nhanh chạy đi. Chim non thấy cảnh tượng này thì bị dọa cho sợ liền tung cánh bay thẳng lên trời cao nhưng nó chưa đi được mấy bước thì sức mạnh từ trong thân thể của thánh nữ theo đôi tay cô liền bộc phát ra ngoài trên bầu trời liền xuất hiện một tia sức mạnh khủng khiếp tỏa ra ánh sáng chói lóa giết chết chim nhỏ ngay tại chỗ thánh nữ thấy cảnh tượng này thì liền lao nhanh về phía trước khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt cô vừa chạy tới vừa tuyệt vọng hét lớn đừng đừng mà những sợi lông vũ của chim nhỏ từ từ rơi xuống theo nó cuối cùng nó rơi bịch một phát xuống đất thật mạnh máu tươi cũng liên tục chảy ra theo thánh nữ vừa chạy tới đã bị dọa cho sợ tới khuỵ hai chân xuống đất cô từ từ nhặt chim nhỏ lên nước mắt cũng không ngừng chảy ra trong lòng liên tục trách cứ bản thân tại tại sao lại thành ra như vậy chứ chim nhỏ chết rồi tại sao chứ tông chủ thánh giao tông vừa bước ra nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần trấn an cô bản tính của phệ hoang là tà ma chỉ có nội tâm lương thiện thật sự mới có thể đem phệ hoang áp chế chim nhỏ quả thật đã chết rồi nhưng ngươi vào lúc này lại đang giải cứu cả hàng nghìn vạn sinh mệnh thành nữ nghe thấy những lời này thì từ từ ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi lại là thật sao ta có thể làm được ư tông chủ thánh giao tông chỉ khẽ gật đầu ngươi có thể làm được sau đó thanh nữ chỉ im lặng ôm chim nhỏ vào lòng mà không nói thêm một lời nào ngay lúc này khi biết tin sư phụ đã ra đi cô càng nhớ về những lời dạy bảo của người hơn bao giờ hết khuôn mặt cũng không giấu nổi sự đau lòng sư phụ A, à, lâm diệc ở phía này cũng tỏ ra vô cùng trầm tư trong lòng cũng có rất nhiều sự tính toán riêng sau này ta không quản là tình huống gì nhất định phải dốc hết toàn lực để thăng cấp thực lực của bản thân sau đó lại quay ngoắt ra nhìn lão nhân kia thiên cung rốt cuộc là nơi thế nào trước đây ta cũng chỉ nghe nói đến ở đó thật sự có thể tạm thời bảo vệ chúng ta sao? Lời vừa dứt, lão nhân kia chỉ im lặng một hồi rồi mới nói tiếp. Thiên cung là nơi do các người tu hành mạnh nhất sáng lập ra, mục đích ban đầu chính là muốn chống lại thiên địa lượng kiếp trăm năm luân hồi. Tông chủ của thánh giao tông đã từng là một trong các trưởng lão của thiên cung. Sau đó, lại khẽ liếc nhìn về phía lâm diệt, hãy tin ta. Nếu như ở đó không còn an toàn, thì thế giới này cũng không còn nơi nào an toàn nữa đâu. Nói xong lời này, ba người bọn họ lại tiếp tục im lặng. Chỉ một lúc sau đã tới được thiên cung trên mây. Ở đây mây núi chập trùng cảnh vật bình yên khác hẳn dưới nhân gian. Lúc này, tại cửa thiên cung hàng trăm người đang tập trung trước bia đá khổng lồ có khảm một viên đá quý sáng bóng ở giữa. Một nam nhân từ từ bước lên phía trước, ngước nhìn bia đá qua lại mấy lần rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nói tiếp. Đây chính là thiên cung ư, là bia thiên không có chữ sao. Một lão nhân dâu kẽm ở phía xa nghe đến đây thì khẽ cười mấy cái. Nghe nói bên trong bao hàm hàng nghìn hàng vạn võ học, bảo la thiên địa vạn tượng. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên kinh người. Ngay sau đó, đám người lâm diệt cũng từ từ hạ xuống trước cửa thiên cung vừa với nơi đã thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó lâm diệt không nhịn được mà cất tiếng hỏi đây chính là thiên cung ư sao lại có nhiều người tụ tập ở đây như vậy chứ lão nhân kia chỉ bình thản bước lên phía trước rồi nói tiếp chúng ta đến vừa đúng lúc mỗi khi thiên địa lượng kiếp đến thiên cung mới mở lại sơn môn thu nhận nhiều nhân tài để cùng ứng phó với nguy cơ tông chủ bà ấy khi gặp thiên địa lượng kiếp ở lần trước đã được thiên cung chọn làm đệ tử và cuối cùng trở thành một trong trường lão bây giờ các ngươi bị yêu tộc truy sát cho dù như thế nào cũng phải gia nhập vào thiên cung chỉ có nơi này mới có thể bảo vệ và dạy dỗ cho các người mà thôi sau đó lại quay ngoắt về phía thánh nữ rồi nhắc nhở thêm đặc biệt là cô thánh nữ tông chủ tiên thệ thánh giao tông không còn người có thể áp chế được phệ hoang trong cơ thể của cô nữa đâu chỉ có ở thiên cung thì mới đảm bảo được an toàn cho cô thôi thánh nữ nghe xong những lời này liền nắm chặt tay lại không nói thêm lời nào vẻ mặt cũng không giấu nổi vẻ trầm tư chỉ có lâm diệc ở phía này vẫn chưa hiểu hai người bọn họ đang nói gì hắn vừa gãi đầu vừa tiến lại gần muốn hỏi cho rõ nói ra thì phệ hoang rốt cuộc là cái gì vậy tại sao lại phong ấn trong cơ thể của tiểu cô nương kia lão nhân kia nghe xong chỉ liên tục nhíu mày rồi lắc đầu chuyện này chỉ có tông chủ mới biết chúng ta cũng chỉ biết tông chủ có một kế hoạch rất dài có lẽ cô ta vốn dĩ dự định đem danh ngạch của cô ta cho hai người các ngươi đến thiên cung nhưng bây giờ e rằng các ngươi phải thi vào rồi thanh nữ khẽ thở dài rồi cất tiếng đáp lại ta ở thiên cung cũng xem như là quen thuộc rồi lão nhân kia nói xong thì từ từ bước lên bục đá phía trước chuyện tông chủ tiên thệ ta phải đi báo cáo lại các người ở đây chờ trong chốc lát. Lâm Dịch ở phía này thấy thái độ lo lắng thiếu tự tin của thánh nữ, thì khẽ tiến lên đặt tay lên vai cô vừa cười vừa trấn an, "Yên tâm đi, với tư chất của chúng ta tuyệt đối có thể đi vào Thiên cung mà." Sau đó, lại nắm chặt tay lại tỏ vẻ vô cùng quyết tâm, "Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nỗ lực tu luyện, cố gắng thay sư phụ của ta và cô báo thủ. Lời vừa dứt, một quả cầu lửa từ trên trời vừa cất tiếng cười khinh bỉ vừa lao thẳng xuống chỗ ba người bọn họ. Hùng, là ai mà lại có khẩu khí lớn như vậy, nói bản thân nhất định có thể đi vào Thiên cung được cơ chứ?" mỗi năm danh ngạch đi vào thiên cung cũng có hạn đệ tử đạt chuẩn cũng sẽ được phân thành bốn cấp bậc giáp ất bính đinh trong đó đệ tử có thể được đánh giá là giáp tự chỉ có một người sau đó lại đắc ý nói nói lớn ngươi có biết ta là ai không nam nhân tóc đỏ khí chất kiêu ngạo này chính là long đằng mục dĩ đó chính là bốn hoàng tử và cũng chỉ có bổn hoàng tử ta đủ năng lực mà thôi sau đó lại liên tục cười lớn lời của hắn vừa dứt đám người ở xung quanh đó liền mau chóng tập trung lại ai nấy đều luôn miệng xì si xào bàn tán đây là người của hoàng thất long đằng sao nghe nói hoàng gia long đằng một kiếm bá đạo xuất sắc e rằng đệ tử cấp giáp tự này thật sự sẽ rơi vào tay của hắn rồi lâm diệc ở phía này thì chỉ khẽ nhíu mày ánh mắt tỏ vẻ vô cùng chán trường tên này không phải là đang thể hiện hơi lố sao ta thực sự không quen người đó chứ đúng lúc này hệ thống lại tiếp tục hiện lên để phân nhiệm vụ phát nhiệm vụ hệ thống lựa chọn thần cấp đối diện với khiên khích của long đằng mục dĩ xin ký chủ hãy đưa ra lựa chọn chính xác bản hệ thống vừa hiện lên đôi mắt của lâm diệc đã không giấu nổi vẻ sáng rực khi thấy phần thưởng sau đó hắn lại khẽ liếc nhìn long đằng mục dĩ kiêu ngạo ở phía kia lựa chọn một phản kích cường lực thể hiện thực lực trước mặt long đằng mộc dĩ phần thưởng là một viên đan dược bình thường vị binh chi linh lựa chọn hai nhịn bợ bất chấp khen long đằng mộc dĩ để lấy được độ thiện cảm phần thưởng là một viên đan dược cấp trung chính là việc lâm diệt hắn sẽ không ngừng rêu dao tên nam nhân kiêu ngạo kia là long đằng mộc nhĩ đệ nhất thiên hạ chính là hành động hạ thấp lòng tự tôn của mình còn lựa chọn thứ ba chính là khuyên hắn uống thuốc để nhanh chữa khỏi bệnh tâm thần cũng chẳng khác nào là việc đang chọc giận long đằng mộc dĩ cả lời nói ra cũng vô cùng khó nghe nữa ở chỗ này của ngươi có vấn đề sao ta không thèm chơi với ngươi đâu lời này chắc chắn sẽ làm kẻ tự tôn cao như hắn tức tới muốn ói máu ra không nhịn được mà muốn đánh cho lâm diệt tan xác sau đó lâm diệt khẽ im lặng chờ đợi phần thưởng hiện ra lần này vậy mà lại là tiên thiên chân hoang thể đám người ở phía ngoài ngược lại cảm thấy lâm diệt này hôm nay thực sự rất xui xẻo không biết là đệ tử của tông môn nào vừa đến đã bị long đằng mục dĩ nhắm tới rồi long đằng mục dĩ ở phía này vẫn dương dương tự đắc đi rêu rao mình khác nơi ha ha bổn hoàng tử chính là đệ nhất chỉ có thể xem như các ngươi xui xẻo thôi những kẻ ngồi ở đây đều chỉ là gà mờ Lâm Diệt chỉ bình thản búng tay phi một thứ gì đó về phía hắn. Đúng lúc Long Đằng Mộc Dĩ đang há miệng ra thì liền nuốt luôn vật đó. Sau đó hắn liền tái xanh mặt lại trợn trừng mắt ôm lấy cổ họng mình rồi liên tục nôn ra. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn tức tối chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Diệt hét lớn: Ngươi ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Đám người ở xung quanh đó nghe xong lời này thì đều trợn trừng mắt đứng hình tại chỗ, không tin rằng có kẻ thực sự dám động đến người có thực lực mạnh như Long Đằng Mộc Dĩ. Lâm Diệt ngược lại lại tỏ ra vô cùng bình thản, hắn đứng ngoái mũi một lúc rồi nhún nhún vai cười trừ mấy cái: Đừng sợ chỉ là kẹo cây thôi long đằng mộc dĩ khẽ chống hai tay vào hông nghiêm mặt nhìn hắn với thái độ khó hiểu lâm diệc lại đưa tay lên chỉ vào đầu mình rồi nói tiếp nghe nói là rất tốt cho đầu óc ăn nhiều một chút nữa có lẽ sẽ có thể tốt hơn với bệnh tình của người đấy thanh nữ ở phía này thấy thái độ lạ lùng này của hắn thì không dám tin vào mắt mình chỉ khẽ kéo áo hắn rồi nhẹ nhàng hỏi nhỏ lâm diệc ca ca là thật sao lâm diệc gật gật đầu mấy cái rồi lôi từ trong người ra một chiếc túi chữ vật nhỏ rồi nói tiếp đương nhiên là thật rồi thanh nữ nghe xong lời này thì có chút hoài nghi nhưng chỉ im lặng không nói gì lâm diệt đổ từ trong túi ra mấy hạt đậu rồi lại nói tiếp đây là hạt đậu chuyên trị não tàn long đằng mục dĩ lần đầu bị sỉ nhục trước nhiều người như vậy lại còn do một tên vô danh tiểu tốt làm thì cảm thấy vô cùng mất mặt hắn tức tới đùa muốn xì khói chỉ muốn lột ra lâm diệt ngay bây giờ hắn nghiến chặt hai hàm răng trừng mắt nhìn lâm diệt rồi hét lớn hỗn láo ngay sau đó liền đưa tay ra thi triển chiêu thức kiếm thị thanh thủy ra ngoài đám người ở đó ngay lập tức tái xanh mặt lại ai nấy đều bị dọa cho sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước lẽ nào là Kiếm Thị Thanh Thủy thì ra chính là một nam nhân đeo mặt nạ đen. Hắn vừa xuất hiện Long Đằng Mộc Dĩ đã chỉ thẳng tay về phía Lâm Diệc rồi ra lệnh dạy dỗ hắn cho ta. Trong Hoàng Triều Long Đằng, Thanh Thủy chính là một trong tứ đại kiếm thị có thực lực vô cùng mạnh. Thân thủ của hắn ta nhanh như chớp nhưng lại nhẹ nhàng thanh tao như sóng biển. Vừa nhận lệnh đang định rút kiếm ra để tấn công Lâm Diệc thì một giọng nói nghiêm nghị liền vang lên, dừng tay lại. Lâm Diệc ở phía này cũng nhanh chóng tiến tới đưa tay ra chắn trước mặt thanh nữ. Thanh Thủy nghe xong thì cũng đứng lại không tiến thêm bước nào. Thì ra lão nhân uy quyền lúc nãy không ai khác chính là Lục trưởng lão của Thiên cung. Ngay sau đó, Lục trưởng lão liền phổ lớn tiếng thông báo: "Tuyển chọn nhập cung sắp bắt đầu, mời các vị hãy tiến lên phía trước để chuẩn bị." Lời vừa dứt, tấm bia đá phía sau liền tỏa ra ánh sáng màu xanh huyền bí. Đám người phía dưới nghe xong cũng vô cùng sững sờ, ai nấy đều tròn xoe mắt há hốc miệng ngạc nhiên. Sắp bắt đầu rồi sao? Long Đằng Mục Dĩ cũng không muốn tốn thêm thời gian với Lâm diệt nữa liền quay ngoắt người rời đi. Lâm diệt ở phía này cũng không thèm để tâm hắn nữa, chỉ quay qua vừa đấm vào bảng hệ thống vừa liên tục than phiền phần thưởng của mình đâu rồi lẽ nào vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ sao lục trưởng lão lại tiếp tục nói tiếp khi chúng cử thiên cung sẽ ngăn cách với ngoại giới phàm là đệ tử tham gia đều phải cẩn trọng kiểm tra rất đơn giản thông qua đăng tiên đài trên bia không chữ lĩnh ngộ bí pháp của thiên cung thì xem như thông qua kiểm tra cuối cùng sẽ do các đại trưởng lão của thiên cung đánh giá chọn đệ tử lời vừa dứt lục trưởng lão liền biến mất núi non cũng dần dần biến mất thay vào đó là đăng tiên đài mấy trăm bậc dài đàng đẵng đám người dự thi ai nấy đều nắm chặt tay lại hít một hơi thật sâu bắt đầu rồi sao sau đó một nam nhân cột tóc phía sau liền lấy đà lao tới húc ngã cả đám người phía trước ta phải đến đầu tiên thấy vậy vô số người phía sau liền lao đến đăng tiên đài theo hắn xông lên nhưng vừa bước được một hai bậc đôi chân của hắn dường như bị thứ gì đè nặng lên tới nỗi khụy cả hai chân xuống hắn không dám tin vào mắt mình kinh ngạc hỏi nói lớn cái gì cơ ngay sau đó những người phía sau kẻ thì khụy gối kẻ thì bò nhoài ra cả ra làm cho đám người phía dưới sợ tới không dám bước lên sẽ xảy ra chuyện gì vậy chứ lục trưởng lão chỉ bình thản đáp lại đăng tiên đài không hề dễ dàng như trong tưởng tượng đâu mỗi khi bước lên một bước đều là thử thách đối với tu vi và ý chí người chỉ muốn dựa vào tu vi nhưng đạo tâm không đủ kiên định thì sẽ chỉ cảm giác như mỗi một bước đều nặng như thái sơn lời vừa dứt một bóng dáng ai đó bỗng vụt nhanh qua nam nhân tóc búi cao đang hở hồng hộc kia nhanh như một cơn gió thì ra không ai khác chính là long đằng mộc dĩ sau đó hắn tỏ ra vô cùng đắc ý vừa nhẹ nhàng tiến lên đăng tiên đài vừa không ngừng nói lời khinh bỉ đám người phía sau đạo của bổn hoàng tử mạng ta không phải do trời định đám vô dụng các người tất cả tránh hết ra cho ta hắn chưa cười được bao lâu liền thấy có một bóng hình quen thuộc vụt lên đứng cạnh mình không kìm được tức giận liền quay ngoắt ra quát lớn tiểu tử sao lại là ngươi lâm diệc không thèm trả lời hắn chỉ bình thản nói một chữ ném lời vừa dứt một hạt đậu nữa lại chui tọt vào trong miệng của long đằng Mộc dĩ sau đó lâm diệc tỏ ra vô cùng đắc ý vừa cười vừa nói tiếp đừng chạy vội để bổn thủ tịch cho ngươi ăn thuốc long đằng mục dĩ ở phía này liên tục đập vào ngực mình ho ra khụ khụ sau đó hắn không nhịn được mà đưa tay ra tính đấm cho lâm diệc một cái cái gì cơ ngươi có bị thần kinh hay không cút đi cho ta lâm diệt nhanh như chớp né được một đòn này của hắn chỉ nhẹ nhàng nói tiếp ném sau đó lại thành công cho long đằng mục dĩ ăn thêm một hạt đậu nữa hắn không làm chủ được mà mất thăng bằng khuỵ người xuống bậc thềm của đăng tiên đài liên tục ho không ngớt ngay sau đó một nam nhân khác liền vượt lên trước hắn long đằng mục dĩ tức tới muốn ói máu ra ngoài hắn nắm chặt tay liên tục đập xuống nền đá gào thét đứng lại đó cho ta đừng hòng vừa qua bổn hoàng tử ta nam nhân tóc dài ở phía này chỉ liếc nhìn hắn mấy cái rồi mau chóng rời đi